một hồi tiếng ngựa hí rõ ràng vang vọng thiên địa, trong âm thanh mang theo một dư vị hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên đám người khí thánh vương nghe được tứ cực đại huyền phát ra âm thanh thuộc về ngựa. Ông ông, ông ông, ông ông, ông trên ly long sơn, sấm sét vang dội nhưng tất cả các tia chớp bạc đều trở nên cực kỳ không bình thường. Ở chỗ tứ cực đại huyền xuất hiện, một đám mây đen không hề dấu hiệu trượt nở rộng ra, trong nháy mắt tràn lan đến cả một vùng mấy chục mẫu. Lâm Hy bay ngược ra ở trên không trung, Nay thấy một màn như vậy thì trong mắt thiểm chợt lóe sáng. Tứ cực đại huyền chỉ có năng lực điều khiển trước khống chế lôi điện sấm chấp. Còn một đám mây đen này là do thiết bản hệ lôi biến hóa mà thành. chương 757, biến hóa của thần bí thiết bản 1. Hí 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 tiếng ngựa hí ngân dài, tất cả lôi điện sấm chấp đều dồn tới một phương hướng rồi đổ sụp xuống, phảng phất có một cái hắc động vô hình ở đó. Lâm Hy hoàn toàn có khả năng tưởng tượng, tứ cực đại huyền giờ khắc này đang gặp phải khốn cảnh gì uy lực của thiết bàn hệ lôi, từ trước đến giờ là khi đối phương phóng ra lôi điện sấm chấp càng lợi hại, thì lực hút của nó lại càng khủng bố. Thông thường loại sinh vật như tứ cực đại huyền có cuộc sống dài dằng dặc, mặc dù cũng là thông minh, có đủ linh tính, nhưng cuối cùng trí tuệ có hạn. Nó không phải nhân loại, nên cũng không biết làm thế nào để thu hút lôi điện sấm chấp. Âm âm, âm âm, âm ầm một đạo tử điện to như vải nước đột nhiên điện xả đi từ trong mây đen. Nó vội vội vàng vàng khẩn thiết nhằm hướng phía đông mà phóng đi tứ cực đại huyền trong cơn hoảng sợ lớn lao rốt cục lựa chọn chạy trốn. Chậm rồi, trốn không thoát, trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ, uy lực của thiết bàn hệ lôi sẽ không bởi vì ngươi chạy trốn mà giảm bớt. Loại vật như vậy cơ hồ là khắc tinh của tất cả sinh vật hệ lôi. Lúc này hắn cũng bất chấp mọi điều, đan điền rung lên, cô đặc năng lượng sấm chấp trong cơ thể rồi nhập vào đại lôi công phủ lục trong đan điền. Ngâm, 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 xa xa chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó tất cả âm thanh, mọi âm thanh đều không còn nữa, cũng không nghe được một chút âm thanh. Thành công, trong lòng Lâm Hy mỉm cười, hắn mở mắt ra, hướng về nơi vọng ra một tiếng ngâm nga cuối cùng để nhìn tới. Nhưng vừa mới nhìn, hắn không khỏi bị dọa cho hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì, tứ cực đại huyền của ta đâu? Lâm Hy nhìn xa xa, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy xa xa, một đạo hắc ảnh có hình dạng như thiết bàn đang lơ lửng ở trong hư không. Trung quanh, các loại tử điện, lôi điện trên người tứ cực đại uyển nhạt như lụa mỏng đang lập lè, toàn bộ chui hết vào trong lôi hệ thiết bàn. Nhưng mà đầu lôi hệ đại uyển mà Lâm Hy nóng lòng cần thiết nhất kia lại biến mất không thấy bóng dáng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đầu tứ cực đại uyển này chạy trốn rồi? Lâm Hy bối rối, sau lung toát ra từng trận mồ hôi lạnh. Thời gian chỉ bất quá là trong nháy mắt, thất thần trong chốc lát, chẳng lẽ lại để cho đầu tứ cực đại uyển quý hiếm bỏ chạy? nhưng mà vừa rồi hắn rõ ràng nghe được một tiếng thét kinh hoàng cuối cùng của tứ cực đại huyền đó cũng không giống như bộ dáng chạy trốn mất âu dương sư huynh huynh có thấy đầu đại huyền kia đâu không bờ môi của lâm hy khẽ động thi triển một đạo công pháp truyền âm nhập mật đối với âu dương nạp hải đang ở trên mặt đất nói ta cũng không rõ ràng lắm chỉ thấy đầu tứ cực đại huyền chạy tới đó liền biến mất thanh âm của âu dương nạp hải từ mặt đất truyền đến tốc độ của tứ cực đại huyền vốn là rất nhanh mắt thường đều không bắt kịp được lại có tử điện Vân Hải che mắt, thời gian khẩn cấp, hắn làm sao chú ý tới nhiều như vậy. Biến mất, trong nội tâm Lâm Hy khẽ giật mình, dựa theo suy đoán của hắn, lôi hệ thiết bàn sẽ hút sạch tất cả năng lượng lôi điện, tứ cực đại huyền mất đi năng lượng lôi điện liền sẽ trở nên cực kỳ suy yếu, nhưng mà hiện tại, chẳng lẽ, trong lòng Lâm Hy hơi động, trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Hắn hơi vén y bào lên, bá một cái phá không mà đi, hướng về lôi hệ thiết bàn đang lơ lửng ở xa xa đi tới. Chỉ thấy thân thể Lâm Hy ở trên bầu trời vẽ ra một đường thẳng, một cái hô hấp liền xuất hiện bên cạnh thiết bàn. Lần này nhìn thấy thiết bàn, Lâm Hy giật mình, lập tức hít vào một hơi thật sâu. Lúc nhìn ở xa xa vẫn không rõ, nhưng mà đến gần liền sẽ phát hiện cái lôi hệ thiết bàn này đã sinh ra biến hóa cực lớn. Cái lôi hệ thiết bàn thần bí khó lường này cơ hồ mỗi lần hấp nhiếp đại lượng lôi điện, ngoại hình bên liền phát sinh ra một lần biến hóa. Lúc ở lần đầu tiên là một khối ngoan thiết có hình dạng xấu xí, lần thứ hai thì bề ngoài đã trở nên tốt hơn rất nhiều hơn nữa hình thành hình dạng cái thiết bàn mặt ngoài cũng có xuất hiện bốn cái thần văn cổ lão mà bây giờ sau khi hấp thu năng lượng của tứ cực đại huyền cái thiết bàn này lại một lần nữa phát sinh biến hóa ở bên trong nó đen kịt vô cùng giống như là tinh không hắc ám hơn nữa vốn là chất liệu kim loại hắc thiết cũng trở thành bộ dáng trong suốt thật giống như một vùng trời đầy sao đây cũng là nguyên nhân là lâm hy ở phía xa nhìn thấy một đoàn bóng đen Giờ khắc này bên trong thiết bàn rõ ràng tạo thành một vòng xoáy tử sắc lôi vân như xương như xa, như mộng như ảo, huyễn lệ vô cùng, từng tia từng tia như tơ, như vân vụ. Mà mặt ngoài thiết bàn, bốn cái thần văn kia thì là biến thành hỏa diễm thiêu đốt lên màu vàng, phảng phất như muốn từ bên trong bắn ra. Loại khí tức này trở nên cực kỳ uy nghiêm, mãnh liệt, có loại lực lượng trấn nhiếp nhân tâm, trang nghiêm mà thần thánh. Hạch tâm của thiết bàn chính là gồ cao lên tạo thành một cái hỏa sơn rất nhỏ có hình dạng như hắc động. Ti, đây là có chuyện gì? Lâm Hy hít vào một hơi, trong nội tâm run rẩy một chút. Thật sự là không liên hệ được khối lôi hệ thiết bàn trước mắt cùng với bộ dạng pha tạc không chịu nổi lúc trước. Bất luận kẻ nào nhìn thấy khối thiết bàn này đều cảm giác có một cỗ vị đạo huyễn lệ, trang nghiêm, đều cảm giác được sự bất phàm của nó. Nếu như nói Lâm Hy từ tiên đạo đại thương minh mua được khối thiết bàn này, trước kia là một khối kim loại xấu xí, như vậy hiện tại nó rốt cục hiện ra chân tướng hơi có chút bất phàm. Chỉ có điều Lâm Hy vẫn là không rõ khối lôi hệ thiết bàn này đến cùng là có lai lịch gì, có tác dụng gì. Nó không giống như là pháp khí, lại không phải là công pháp, cũng không giống như tài liệu luyện khí, ngược lại là tất cả tình huống ở trên thân nó đều không thích hợp. Đồ vật này không biết là có lai lịch gì, tại sao lại xuất hiện ở tiên đạo đại thương minh, có thời gian còn phải tìm Diêm Chiêu ẩn hỏi thăm một chút, biết rõ ràng tất cả chân tướng. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, tuy ở ngoại giới đã không còn lôi đình để hấp thu nữa, nhưng lôi hệ thiết bàn vẫn lơ lửng như trước cũng không rơi xuống bàn tay lâm hy cô tới lập tức đem cái lôi hệ thiết bàn nắm vào trong tay trong sát na nắm giữ trong tay một loại cảm giác kỳ dị dâng lên trái tim một đám ý thức của lâm hy đột nhiên phân ra chui vào trong thiết bàn cùng thiết bàn hòa làm một thể nhưng mà lâm hy liền xem đến chỗ sâu trong thiết bàn một con tuấn mã như long dị thường thần tuấn hí giải trường hống ở chung quanh nó là một vùng tăm tối tứ cực đại huyền con mắt lâm hy xem được một màn này toàn thân đều trào lên một trận điện lưu, trong đầu trong nháy mắt biến thành một phiến trống rỗng. Tứ cực đại huyền không phải là thân thể huyết nhục sao? Tại sao nó lại ở chỗ này? mươi 758, biến hóa của thần bí thiết bàn 2. Một màn biến hóa này hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của Lâm Hy. Tứ cực đại huyền là thiên địa dị chủng ngoại trừ một thân năng lượng lôi điện đáng sợ, kỳ thật chính là một con ngựa. Dựa theo đạo lý, lôi điện trong cơ thể của nó bị hút sạch, lôi hệ thiết bàn liền đối với nó sẽ không còn tác dụng nhưng mà hiện tại nó cư nhiên bị bắt vào trong thiết bàn rồi tứ cực đại huyền cao chừng hơn một trượng nhưng bây giờ lại bị thu nhỏ lại nhốt ở trong thiết bàn đây rõ ràng là biểu hiện của loại thần thông không gian nào đó hắn chỉ cho là tứ cực đại huyền đã đào thoát lại không ngờ tới nó nguyên lai là ở chỗ này hô một trận phong thanh thổi qua âu dương nạp hải nhảy lên không trung cũng đã lướt đến bên người lâm Hy tiểu sư đệ có chuyện gì vậy thanh âm của Âu Dương Nạp Hải từ bên người truyền đến, vẻ mặt chú ý. Chuyện này, Lâm Hy do dự một chút, chuyện này còn thật không biết nói như thế nào mới tốt. Bất quá vào lúc này có một loại cảm giác kỳ dị dâng lên trái tim, giống như là thiết bàn đang chủ động câu thông với hắn, trong minh minh Lâm Hy đột nhiên đã hiểu phương pháp sử dụng cái thiết bàn này như thế nào. Ha ha ha, thật tốt quá, ta hiểu được rồi, Lâm Hy đột nhiên cười lớn một tiếng, đan điền chấn động, một cỗ lôi quang hừng hực oanh một tiếng trào vào trong lôi hệ thiết bàn, tứ cực đại huyền, đi ra cho ta. Lâm Hy cười to nói, oanh, lôi quang lập lòe, lôi công chân khí trong cơ thể Lâm Hy tựa như dòng nước đánh vào trong lôi hệ thiết bàn. Khi ruột ruột, một trận tiếng ngựa kêu vang dội từ trong hư không truyền đến. Trận thanh âm này lúc đầu còn vang lên giống như chiêng đồng, nhưng trong nháy mắt liền như tiếng sấm rền vang, thanh âm cũng không giống như tiếng ngựa kêu, lại như là long ngâm. Ông, bên trên thiết bàn, hư không minh diệt, hào quang giao thoa, một đầu hắc ảnh to lớn bỗng nhiên vặn vẹo nhảy ra. "Hô, trường phong hảo đáng." Bầm ngựa bay lên, một đầu tử sắc đại mã to lớn, tuấn mỹ như rồng đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Bên ngoài của nó bóng loáng, trong suốt như nước. Đầu tuấn mã cực lớn này vừa mới xuất hiện lập tức khiến người ta cảm thấy một cỗ trùng kích thị giác cùng rung động mãnh liệt, thật giống như có một bức tường áp bách qua. Ngựa tốt, Âu Dương Nạp Hải nhìn thấy con tứ cực đại huyền này nhịn không được tán thưởng một tiếng, trong nội tâm có chút hâm mộ đầu đại mã như rồng này toàn thân mỗi một khối cơ nhục mỗi một đường cong mỗi một cọng long đều bày ra một quý tích hoàn mỹ bất luận là kẻ nào nhìn thấy đều nhịn không được sinh lòng cực kỳ hâm mộ ca ngợi không thôi tứ cực đại huyền chính là thiên địa dị trùng mã trung chi hoàng đặc biệt là có thể bay lượn trên trời tung hoành tứ hải đối với người trong tiên đạo mà nói những thứ khác không nói chỉ cần là lấy ra cũng đủ để khoe khoang rồi chứ chưa cần nói là thực lực cường hãn của tứ cực đại huyền có thể thao lôi ngựa điện Ruột ruột, một tiếng nộ giống, móng ngựa của tứ cực đại huyền nhấc lên, muốn hướng về phía lồng ngực Lâm Hy đạp xuống. Chuyện bất ngờ xảy ra, ngay cả Âu Dương Nạp Hải cũng lắp bắp kinh hãi. Sư đệ, coi chừng, Âu Dương Nạp Hải hoảng sợ nói, hắn chỉ cho là Lâm Hy đã thu phục được đầu tứ cực đại huyền này, đâu ngờ tới sẽ có loại biến hóa này. Tứ cực đại huyền mặc dù là thiên địa dị mã, nhưng cũng là ngựa, hơn nữa còn là ngựa hoang, dã tính khó thuần, làm sao có thể dễ dàng hàng phục như vậy đặc biệt là ngựa này cũng có chút thông linh, Lâm Hy vì thu nó mà hủy đi khối trạng căn hành khắp núi của nó, cũng khiến cho nó có chút phẫn nộ. Xuất sinh, người còn muốn làm càn, hai mắt Lâm Hy phát lạnh, lệ quát một tiếng, trong cơ thể oanh một tiếng, một đạo ảnh tượng lôi công cự đại như uy như ngục, 12 mặt lôi cổ phóng xạ ra trận trận điện quang. Ô, nhìn thấy đầu hồng hoang lôi công to lớn này, tứ cực đại huyền rên rỉ một tiếng, hai cái vó mềm nhún, lập tức quỳ dạp xuống trước mặt Lâm Hy. Lôi công là thần linh lôi điện, là chúa tể của tất cả sinh vật lôi điện, phẩm cấp không biết là cao đến bao nhiêu. Đầu tứ cực đại huyền nhìn thấy lôi công giống như là chuột gặp phải mèo, làm sao có nhiều uy phong như vậy, bộ dáng phục tùng. Hừ, cái này còn tạm được, lúc này Lâm Hy mới nhẹ gật đầu. Hắn không hề có chút bối rối nào tất nhiên là vì tu luyện lôi công đại pháp, mà nguyên nhân mấu chốt nhất vẫn là đầu tứ cực đại huyền do hắn thả ra. Không có hắn vận chuyển lôi công chân khí, tối đa 6 canh giờ, đầu tứ cực đại huyền sẽ phải trở lại bên trong lôi hệ thiết bàn. Đầu lôi điện sinh vật này hiện tại xem như là sinh vật bị lôi hệ thiết bàn thao túng. Ngoại trừ Lâm Hy, ai cũng không thể thả nó ra được. Một bên, Âu Dương Nạp Hải thấy một màn như vậy sớm đã cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng cũng là cực kỳ hâm mộ không thôi, tiểu sư đệ thật sự là hảo thủ đoạn, có phúc lớn. Đầu tứ cực đại huyền này ngoại trừ Lâm Hy ra, thật đúng là không ai có thể chế trụ được. Đừng nhìn hắn là thập trọng thánh vương, cho dù là giao thủ với Lâm Hy cũng chỉ có thể kháng qua mấy chiêu, chiến mấy cái bất phân thắng bại. Nhưng mà ở trước mặt đầu tứ cực đại huyền này, chỉ sợ vừa đối mặt sẽ trọng thương, lợi hại một chút thì trực tiếp liền mất mạng. Lôi điện năng lượng được công nhân là khủng bố nhất, loại không biết sống chết, để mạng lại. Bỗng nhiên ngay lúc này có một tiếng quát chói tai mãnh liệt bắn tới, trong nháy mắt một đạo kiếm khí kinh thiên đột nhiên xuất hiện, đến không một chút dấu vết, hảo hảo đáng đáng, một kiếm chém dụng hư không, tung hoành ngàn thước, hướng về phía Lâm Hy cùng Âu Dương Nạp Hải chém tới. Kiếm khí, Lâm Hy cùng Âu Dương Nạp Hải sợ hãi cả kinh, bá bá, song song hướng về phía sau lùi lại. Ruột ruột, tốc độ của tứ cực đại huyền càng nhanh hơn, kiếm khí còn chưa rơi xuống liền vào tới. Người nào, dám âm thầm đánh lén, Âu Dương Nạp Hải và Lâm Hy đứng cạnh nhau, nhìn qua người đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lộ ra cảnh giác nồng đậm. Ngay tại khoảng cách bên ngoài ngàn trượng, một trung niên nam tử mặc giáp trụ sáng chói, vẻ mặt lạnh lùng, ngạo nghễ mà đứng. Một cỗ kiếm ý lạnh lạnh từ trên người hắn mãnh liệt bán ra. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người như đau như kiếm, nhìn qua mà phát lạnh. Thập trọng thánh vương có thể cô động pháp bào đã là đáng sợ, lại còn tu luyện kiếm đạo, vậy thì càng thêm đáng sợ. Ở tiên đạo đại thế giới, gặp được người tu luyện kiếm đạo không một chút phân tâm cũng không đủ. Đây là nhận thức chung của tiên đạo đại thế giới. Lâm Hy tuy không biết cái nhận thức chung này là như thế nào tạo thành, nhưng lúc chấp pháp trưởng lão dạy mình, lời nói nhiều nhất chính là ở trước mặt cường giả kiếm đạo, sơ suất cùng phân thần chính là tự sát. Bất kỳ một cái sơ sẩy nào cũng có thể khiến cho thân thể bị chém giết, có thiên đại thần thông cũng không thả ra được, không công làm vong hồn dưới kiếm. Chương 759, thập bát hoàng tử 1. Người trong tiên đạo gặp được người trong kiếm đạo phải cẩn thận, người trong kiếm đạo gặp nhau lại càng cẩn thận hơn nữa. Không tốt, là Thái Bạch hoàng triều, trong huyệt động, đám người khí thánh vương sớm đã bị kinh động thân hình nhoáng một cái liền hóa thành một đạo bạch hồng phá không mà ra. Theo sát phía sau, Bạch Nguyên cũng tung người nhảy ra. Một trận phong thanh thổi qua, hai người lập tức xuất hiện bên cạnh Lâm Hy cùng Âu Dương Nạp Hải, bốn người đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía đối diện. Ở đối diện bốn người chính là tên kiếm đạo cao thủ thập trọng Thánh Vương. Nhưng đây không phải là nguyên nhân chủ yếu hấp dẫn sự chú ý của bốn người, chính thức để cho trong lòng bốn người nặng nề là một đám người ở phía sau chạy tới. Giao ra tứ cực đại huyền, tha cho ngươi một mạng. Một trận thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến. Thập bát hoàng tử đầu đính kim quan, mặt trầm như nước, mang theo một đám tâm phúc tinh anh đạp bộ mà qua. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, một đôi mắt đảo qua hư không như không nhìn thấy vật gì. Nháy mắt liền rơi xuống trên người đầu tứ cực đại huyền cường tráng như rồng. Đầu thiên địa dị chủng này bị thiết bàn của Lâm Hy hấp nhiếp không ít lôi điện, rốt cục hiển lộ ra chân thân. Bộ dáng tuấn mỹ cường tráng loại này có thể khiến cho bất luận kẻ nào đều khó mà ngăn cản xuất ra một cố cực kỳ hâm mộ, Thập Bát hoàng tử cũng không ngoại lệ. Nhưng mà ngoài hâm mộ ra, trong lòng của Thập Bát hoàng tử lại có càng nhiều nộ khí cùng sát cơ. Tòa Ly Long Sơn này hắn sớm đã phái Ngự Lâm quân vây quanh, thận trọng phong tỏa tin tức, chính là vì không để lọt tin tức của Đầu Tứ Cực Đại Uyển này. Nhưng mà không nghĩ tới bỏ bao công sức, cư nhiên bị đám tông phái đệ tử không biết ở đâu tuôn ra này hoành đao đoạt ái, chiếm tứ cực đại uyển của hắn người trong hoàng thất mỗi người đều cao ngạo bị động thủ trên đầu thái tuế chiếm đoạt thứ yêu thích thập bát hoàng tử sao có thể không giận giao tứ cực đại uyển ra tha cho ngươi một mạng bằng không mà nói bốn người các ngươi hết thảy đều phải chết thập bát hoàng tử lạnh lùng nói mục quang đảo qua như thiểm điện hoành không từ trên thân bốn người lướt qua điện hạ kiếm đạo cao thủ lúc trước xuất kiếm thời điểm lúc này cũng đã thu kiếm thân hình nhảy lên trở về trước mặt thập bát hoàng tử thi lễ một cái đợi sau khi thập bát hoàng tử phất phất tay, như cũng rơi xuống phía sau người hắn. Hư không hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Người trẻ tuổi ở trước mắt có dung nhan tuấn Mỹ, trong lúc phất tay đều toát ra khí thức tôn quý của hoàng thất. Bốn người làm sao còn có thể không biết, đây chính là thập bát hoàng tử của Thái Bạch Hoàng Triều đã nghe tới trước kia. Một đội ngũ này tới không sớm không muộn, ngay tại thời điểm Lâm Hy khó khăn lắm mới thu phục được tứ cực đại huyền. Ở Lâm Hy xem ra, không khỏi là thật trùng hợp nhưng hắn lại không biết, lúc trước hắn thiêu đốt khối trạng căn hành để hấp dẫn tứ cực đại huyền, ánh lửa đậm đặc đã hấp dẫn thập bát hoàng tử, mới khiến cho bọn họ ra tốc chạy đến. Hơn hai cái thời thần cũng đầy đủ cho bọn hắn ra roi thúc ngựa đuổi tới Ly Long Sơn rồi. Đội ngũ của một nhóm này cường đại hơn nhiều so với đám người mà Lâm Hy gặp trước kia. Thấp nhất đều là hư tiên, hơn nữa tên nam tu tu luyện kiếm đạo kia rõ ràng cho thấy là hoàng thất cung phụng mà Thái Bạch Hoàng triều phái tới để bảo hộ cho thập bát hoàng tử. Nhiều người như vậy, cho dù là bốn người lâm ghi cũng cảm nhận được áp lực không nhỏ. Phải biết, trong đám người này, cao thủ kiếm đạo có ít nhất là ba gã. Hai gã cung phụng hoàng thất là kiếm đạo cao thủ, thập bát hoàng tử cũng là hoàng thất kiếm đạo cao thủ không hơn không kém. Một gã kiếm đạo cao thủ đã đủ để cho người ta cẩn thận rồi, huống chi là ba gã. Nếu là trước kia, lấy tu vi lục quả thánh vương của khí thánh vương thật đúng là không sợ. Nhưng mà hiện tại thương thế của hắn còn chưa khôi phục, sức chiến đấu hao tổn nhiều, hơn nữa đối phương cao thủ lại nhiều, thật sự động thủ thật đúng là không biết ai thắng ai thua. Lâm Hy lơ lửng trên không, đứng ở một bên, quang mang trong mắt lập lòe. Đối phương khí thế hung hung, cực kỳ sung túc, nếu như chỉ có một người là hắn thì còn dễ nói, nhưng mà lại còn một khí thánh vương bị thương cùng với Bạch Nguyên có thực lực không cao ở đây. Bổn ý của Lâm Hy tự nhiên là không có khả năng đem tứ cực đại huyền đưa cho bọn họ. Nhưng mà khí thánh vương cùng với Bạch Nguyên là điểm yếu của hắn, nếu như liên lụy đến hai vị đồng môn chết ở chỗ này, vậy hắn thật sự khó có thể an lòng. Nhưng vào lúc này, một trận thanh âm yếu ớt vang lên bên tai của hắn. Tiểu sư đệ, đừng suy nghĩ nhiều, tuy ta bị thương nhưng vẫn không suy yếu như người nghĩ, hưu chết về tay ai còn chưa thể nói trước. Hơn nữa, đệ tử thần tiêu tông chúng ta luôn luôn không có khả năng sợ một tên thập bát hoàng tử của Thái Bạch Hoàng Triều. Chuyện này nếu như truyền đi, chỉ sợ tên tuổi của thần tiêu tông chúng ta sẽ sâu sắc rơi xuống. Vị trí của khí thánh vương có chút rơi lại phía sau, tùy thân hình bất động nhưng mà mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, Lâm Hy cố kỵ cái gì, ánh mắt hắn nhìn một cái liền biết rõ. Mặt khác, nếu thật sự đánh không lại, chúng ta bỏ chạy là được. Một câu sau của khí thánh vương nhưng lại là có ý tứ đùa giỡn. Đường đường là thần Tiêu tông thập đại thánh vương, đứng đầu nội môn đệ tử, là không có khả năng bởi vì bị thương nhẹ liền e sợ tổn thương đấy. Suy, trong nội tâm Lâm Hy thở phào một cái đánh liền đánh đi, thập bát hoàng tử này còn thật khiến người ta không thoải mái. Lâm Hy nghĩ đến, nhìn lướt qua thập bát hoàng tử kia. Tuy trong lúc hắn ở chung với đồng môn không tỏ ra kiêu ngạo, nhưng sâu trong nội tâm hắn cũng là tâm cao khí ngạo. Đặc biệt là đối với địch nhân, đó chính là nổi danh tâm ngoan thủ lạt. Nếu như không phải cố kỵ khí thánh vương bị thương cùng bạch nguyên đồng tông đồng nguyên, làm sao lại sẽ dễ nói chuyện như vậy? Thập bát hoàng tử, bảo vật duy chỉ người có đức mới chiếm được. Đầu tứ cực đại huyền cũng là chúng ta cố sức mới thu phục được, chỉ sợ là yêu cầu của điện hạ chúng ta khó có thể đáp ứng. Khí thánh vương đến cùng vẫn là cố kỵ vài phần về bối cảnh của thập bát hoàng tử này. Một tên thập bát hoàng tử cũng không đáng sợ, đáng sợ là Thái Bạch Hoàng Triều ở phía sau hắn. Tuy Thái Bạch Hoàng Triều có thể không dám cùng thần tiêu tông đối nghịch, nhưng muốn thần không biết quỷ không hay giết mấy đệ tử của thần tiêu tông vẫn là có thể. Hơn nữa có câu nói gọi là đánh tiểu nhân, lão nhân đi ra. Thái Bạch Hoàng Triều để cho bọn họ cố kỵ cũng chính là chỗ này. Ở Tiên Đạo Đại Thế Giới, rất nhiều người trong Tiên Đạo khi làm việc đều phải cân nhắc ba phần, đặc biệt là phải cân nhắc về xuất thân bối cảnh của đối phương, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu. Chương 760, thập bát hoàng tử 2. Có một ít người không thể trêu chọc, bằng không mà nói, một đống lớn phiền toái sẽ liên tục không ngừng. Hừ, cùng ta giảng đạo lý, ở chỗ này là khu vực của Thái Bạch Hoàng Triều, ta chính là đạo lý. Hàn Quang trong mắt thập bát hoàng tử lóe lên một cố vị đạo lãnh lệ ngang ngược hiện ra trương thu cùng thương tuyệt mà ta phái tới bọn hắn cũng là bị các ngươi giết chết a mặc dù là hỏi thăm nhưng trong lời nói là không cho phản kháng đã định tội trạng của đám người lâm hy mặc dù thập bát hoàng tử không tận mắt nhìn thấy nhưng mà có thể ở trong thái bạch hoàng thất chiếm cứ một chỗ ở trong đấu đá chính trị không ngớt sừng sướng không ngã chỉ cần là cậy mạnh là vẫn chưa được đấy còn cần phải có trí tuệ hơn người hắn chạy tới Ly Long Sơn nhưng hai nhóm đội ngũ phái tới lúc trước lại hết thảy không thấy bóng người, không tới tiếp giá cũng không hiện thân. Không cần nghĩ, nhất định là chết rồi. Đám người Lâm Hy nghe vậy thì ánh mắt lóe lên, tuy một ít nhân mã trước đó là bọn hắn giết thì không sai. Bất quá, nhóm đội ngũ thứ hai thật sự là bị chết ở dưới gót chân của tứ cực đại huyền. Thập bát hoàng tử chưa tiếp xúc qua tứ cực đại huyền tự nhiên không biết, nhóm người mà mình phái tới chỗ này căn bản là chịu chết. Giết một nhóm là giết, giết hai nhóm cũng là giết. Tuy thập bát hoàng tử có chút trách lầm nhưng không phải là sai toàn bộ, mấy người khí thánh vương cũng chẳng muốn biện bác. Đúng vậy, người là chúng ta giết, người muốn thế nào? Vừa dứt tiếng, hào khí bỗng nhiên cứng lại. Hừ, rất tốt, các người quả nhiên có đảm lược, có khí sắc. Trong mắt thập bát hoàng tử toát ra một cỗ vị đạo âm ngoan. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, giao ra tứ cực đại huyền, tự đoạn một tay, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mặt khác, giao ra pháp khí, bảo vật trên người các ngươi để bồi thường. Như vậy ta liền sẽ bỏ qua cho bọn ngươi, bằng không mà nói chết. Lâm Hy ở một bên một mực không ngắt lời. Vào lúc này nghe được thập bát hoàng tử ngoại trừ muốn bọn hắn giao ra tứ cực đại huyền, còn phải giao bảo vật trên người, tự đoạn một tay, lúc này rốt cục không nhẫn nại được nữa, đi ra ngoài. Một hoàng tử hoàng triều nho nhỏ, thật sự cho mình là thượng thiên sao. Hai mắt Lâm Hy phát lạnh, trên người bộc phát ra một cỗ sát khí kinh thiên. Nói cho ngươi, đám người đó là ta giết tứ cực đại huyền cũng là ta cướp đoạt đấy phàm là vật ta nhìn chúng chính là của ta đừng nói là trên tòa ly long sơn này ngay cả là thái bạch hoàng cung của các ngươi ta nhìn chúng muốn cầm thì cầm muốn đi thì đi đừng nói ngươi chỉ là một cái hoàng tử nho nhỏ chính là đại đế của thái bạch hoàng triều đến đây cũng là như vậy lâm hy cho tới bây giờ cũng không phải là người dễ trêu chọc thiện ý của hắn chỉ là nhầm vào tông môn mà thôi khi gặp được thập bát hoàng tử ngang ngược không nói đạo lý này thì hắn cũng lười lý luận. Được, người ngang ngược, ta so với người càng ngang ngược hơn. Vật tới tay ta chính là của ta, làm sao cần phải lý luận, bàn giao với ngươi. Thật sự là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lời của Lâm Hy vừa nói ra miệng, tất cả mọi người đều biến sắc. Làm càn, và miệng hắn, chỉ bằng mấy câu này của ngươi, ngươi hôm nay chính là một cái tử tội một đám cao thủ thái bạch hoàng triều nghe được lâm hy ngay cả hoàng đế của thái bạch hoàng triều cũng kéo vào liền liên tục biến sắc mà ngay cả thập bát hoàng tử cũng là thần sắc dữ tớn trên mặt vặn vẹo tản mát ra một cỗ sát cơ hung mãnh tước vị của thái bạch hoàng triều không giống với những vương triều bình thường kia quan chức không chỉ đại biểu cho xuất thân đồng thời cũng đại biểu cho giá trị vũ lực đại đế của thái bạch hoàng triều không chỉ đại biểu cho quyền lợi cường đại cũng đại biểu cho thực lực mạnh mẽ nhất của toàn bộ thái bạch hoàng triều không có vũ lực cường đại là không thể ngồi vững trên hoàng vị được đấy. Nguyên do bởi vậy nên đại đế cùng với người trong Thái Bạch Hoàng Triều có danh vọng cực cao. Thập bát hoàng tử nghe được Lâm Hy nói như vậy, so với hắn còn phải ngang ngược hơn, so với hắn còn phải vô lễ hơn. phảng phất như thiên địa lễ pháp, hết thảy đều không dùng được với hắn, cũng không khỏi tức giận sôi lên, hai mắt phong hỏa. Trương Hàm, giết hắn đi, đem tim hắn móc xuống cho ta. Thập bát hoàng tử chỉ tay vào Lâm Hy, mắt như hàn tinh nói thanh âm của hắn lãnh nhược như hầm băng, xâm hàn lạt cốt. Vâng, không có chút do dự nào, thanh âm của thập bát hoàng tử vừa dứt, một gã hoàng thất cung phụng thần sắc lạnh lẽo bá một tiếng, tung người nhảy ra, đến nửa đường lập tức chính là một đạo kiếm khí kinh thiên phá không mà đến. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trong hư không liền giống như bị ném vào một tảng đá lớn nhấc lên gợn sóng vạn trường. Chỉ nghe tiếng ầm ầm vừa vang lên, một đạo kiếm khí tung hoành ngàn thước hạ xuống, xé rách hư không, hướng về phía lâm nghi chém tới. Lâm Hy đang muốn ra tay, bỗng nhiên ngay lúc này ở sát cạnh bên có một tiếng hô to. Để cho ta tới, ầm, một đạo thân ảnh khôi ngô nhảy ra, bá một cái liền hoành ngang trước người Lâm Hy. Đúng là thần tiêu tông thập trọng thánh vương Âu Dương Nạp Hải. Hoàng thất cung phụng xuất thủ này chính là người lúc trước ám kích Lâm Hy cùng Âu Dương Nạp Hải. Lúc đó tâm tư của Âu Dương Nạp Hải đang ở trên người tứ cực đại uyển của Lâm Hy, đột nhiên bị người đánh trộm cũng là tích lũy một cơn tức giận, lúc này thấy hắn đi ra thì lập tức nhảy ra ngoài thập mãng đại pháp, song cước Âu Dương nạp hải đạp khai giống như là ma thần đạp bộ hư không. Hai tay của hắn dơ lên cao phẳng Pahas như nâng tháp, một cỗ tiên khí bằng bạc phát thiên cái địa, bài sơn đảo hải hướng về một đạo kiếm khí kia đánh tới. ầm ầm một tiếng vang thật lớn như thạch phá kinh thiên ở trong hư không kích khởi ra vô số loạn lưu. Ruột ruột, một trận âm thanh ngựa kêu truyền đến, tứ cực đại huyền tê thanh trường hống, tông phát bay lên. Tâm niệm Lâm Hy vừa động vội vàng thu tứ cực đại huyền cùng với cái lôi hệ thiết bàn kia vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Lại định tình nhìn xem, chỉ thấy Âu Dương Nạp Hải đứng thẳng trong hư không không chút sứt mẻ, mà danh hoàng thất cung phụng ở đối diện cũng là đỉnh thiên đạp địa, không có chút nhường nhịn nào. Hai người trong hư không rằng có ánh mắt như đao như kiếm, lăng lệ vô cùng. Một kích này, hai người lại là không phân cao thấp. Hư, trong lòng Lâm Hy hơi động, chân nhẹ nhàng di chuyển, liền muốn tiến lên trợ giúp Âu Dương Nạp Hải một tay tiểu sư đệ, trước tiên đừng vọng động, tạm thời xem kỳ biến. Một thanh âm quen thuộc yếu ớt như mũi truyền vào trong tai, là thanh âm của khí thánh vương. Thế nhưng mà chỉ sợ Âu Dương Sư Huynh không phải đối thủ của Hoàng Thất Cung Phụng. Ánh mắt Lâm ghi lóe lên một cái, tương tự dùng truyền âm nhập mật nói. chương 761, Thái Bạch Kiếm Đạo, Âu Dương Nạp Hải cùng với tên Hoàng Thất Cung Phụng kia đều có tu vi là nhị quả thánh vương, một kích vừa rồi cũng là ngang sức ngang tại, không phân cao thấp nhưng mà lâm hy lại cảm giác nhạy cảm được trên người âu dương nạp hải xuất hiện một tia khí tức hỗn loạn chính là bởi vì như vậy lâm hy mới muốn đi giúp hắn một tay đấy không ai so với hắn càng hiểu được sự lợi hại của người trong kiếm đạo tuy hai người giao thủ còn chưa phân ra thắng bại nhưng ở trong mắt lâm hy âu dương nạp hải đã thất bại rồi đừng gấp người của đối phương còn nhiều hơn so với chúng ta bọn hắn còn có một hoàng thất cung phụng chưa động thủ hơn nữa thập bát hoàng tử cũng vẫn chưa động thủ đối phương bất động chúng ta tạm thời cũng bất động. Khí Thánh Vương đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh, con mắt nhìn qua phía trước, một bộ thần tình chấn định tự nhiên. Chỉ là bờ môi có chút nhúc nhích kia mới hiển lộ ra hắn kỳ thật đang nói chuyện với người khác. Kiếm đạo của Thái Bạch Hoàng Triều nổi tiếng thiên hạ, nhưng mà những đệ tử Hoàng Thất cũng rất ít hiển lộ, cũng không có bao nhiêu người nhìn thấy bọn hắn thi triển tuyệt học kiếm đạo. Trước hết để cho Âu Dương Sư Đệ đi dò thám hư thật, tìm được ngọn nguồn của bọn hắn, như vậy chúng ta mới có thể phòng bị tốt. Ta nghĩ, Âu Dương Nạp Hải cũng là nghĩ như vậy. Lâm Hy nhíu mày, nhìn thoáng qua hai người trong tràng, như có điều suy nghĩ. Khí Thánh Vương đoán không sai, sở dĩ Âu Dương Nạp Hải chủ động Red Eye chặn đường chính là muốn từ trên người tên Hoàng Thất cung phụng này tìm kiếm một chút ngọn nguồn của Thái Bạch kiếm đạo, lại để cho Lâm Hy cùng Khí Thánh Vương nắm chắc được trong lòng, tránh cho việc bắt đầu ứng đối thì tay chân luống cuống. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng chính là đạo lý này. Mà một bên khác, Thập Bát hoàng tử ngang nhiên mà đứng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hai người. Tuy hắn muốn giết chết đám người Lâm Hy, cướp đoạt tứ cực đại huyền, nhưng đồng thời cũng muốn thăm dò thân thủ của đối phương một thoáng, lại để cho Hoàng Thất Cung Phụng Tâm Phúc tìm ra một chút hư thật trước mắt. Nhìn rõ ràng rồi, trong chốc lát tìm được thời cơ, nhất kích tất sát. Trên mặt thập bát hoàng tử bất động thanh sắc nhưng lại âm thầm sử dụng công phu truyền âm nhập mật đối với một hoàng thất cung phụng đang đứng sừng sững như cọc gỗ ở sau lưng nói. Vâng, điện hạ, tên hoàng thất cung phụng thứ hai nói, trên mặt hắn biểu tình cứng đờ như khúc gỗ, nhưng mà lúc nhìn tới Âu Dương Nạp Hải, trong mắt lóe lên một đám quang mang lăng lệ. Oanh, ngay tại lúc mấy người nói chuyện, Âu Dương Nạp Hải cùng với hoàng thất cung phụng của Thái Bạch Hoàng Triều đồng thời nhảy tung ra, mãnh liệt đụng vào nhau, kiếm khí vô tận cùng tiên khí bàng bạc bài sơn đảo hải, bao dung thiên địa mãnh liệt đụng vào nhau. Hô, cuồng phong xạ khởi, vô số khí lưu hỗn loạn ẩn chứa kiếm khí hủy diệt cùng tiên khí ở trong hư không quét ngang ra. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, hai người tựa như hai khỏa lưu tinh ở trong hư không mãnh liệt kịch chiến, từng đạo kiếm khí kinh thiên cùng tiên khí bàng bạc chiếm cứ khắp ngõ ngách trong hư không. Tốc độ của hai người đều là nhanh vô cùng, chật hợp chợt phân, mỗi một chiêu đều dốc hết toàn lực, hung hiểm vô cùng. Giữa không trung, ánh mắt của hai nhóm đội ngũ toàn bộ đều tập trung trên thân hai người. Kiếm đạo của hắn cũng không thuần túy, Lâm Hy nhìn qua tên hoàng thất cung phụng kia, trong mắt hiện lên một đạo ý niệm. Trong cơ thể hắn có kiếm chủng của vạn kiếm đại pháp, đối với các loại kiếm khí có cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Kiếm khí của tên Hoàng Thất Cung Phụng này mặc dù coi như khí thế bàng bạc nhưng mà kiếm khí có chút pha tạp. Đây là nguyên nhân của kiếm đạo không thuần túy. Không hề nghi ngờ, những Hoàng Thất Cung Phụng này tuy được truyền thái bạch kiếm đạo, nhưng cũng là không thuần túy. Cung Phụng chính là Cung Phụng, nô tài chính là nô tài. Không hề nghi ngờ, những truyền thừa của Hoàng Thất Cung Phụng này đều được giản hóa một ít, hoặc là lỗ hổng trong kiếm đạo kiếm đạo như vậy là không có cách nào tăng lên chứ đừng nói là thành tự kiếm đạo cường giả rồi. Bất quá coi như là như vậy cũng đã vô cùng lợi hại. Bằng không mà nói, lấy sự sắc bén của kiếm đạo nhất mạch, Âu Dương Nạp Hải căn bản không thể chống đỡ với một kiếm giả thuần túy có tu vi kiếm đạo đạt đến mức cực sâu. Ít nhất, nếu như đổi lại là Lâm Hy, Âu Dương Nạp Hải chỉ sợ sớm đã thất bại. Cũng may, tốc độ của Âu Dương Nạp Hải càng nhanh hơn một chút. Lâm Hy nhìn qua không chung, bất giác nhẹ gật đầu. Tốc độ của tên hoàng thất cung phụng kia cũng không chậm, nhưng mà so ra vẫn kém tiểu Na Di pháp của Âu Dương Nạp Hải. Vào lúc này cũng có thể thấy được bất đồng xuất thân bối cảnh của song phương. Thái Bạch Hoàng triều tuy lợi hại nhưng so ra vẫn còn là kém thần Tiêu tông. Thái Bạch Hoàng triều tính toán cho những cung phụng chó săn này không ít tuyệt học, nhưng so với khinh công tuyệt học đứng đầu như tiểu Na Di pháp thì còn chênh lệch không ít. Mà phải biết, đối với người trong kiếm đạo mà nói, tốc độ chính là sinh mạng. Tốc độ vượt qua người khác kiếm khí lại sắc bén, chính là chim cũng bị nhổ sạch long, muốn bay cũng không bay lên được. Oanh, oanh, trên bầu trời, hai người chiến đấu đã tiến vào tình trạng gai cấn, đầy trời đều là tiếng ẩm vang, trong lúc nhất thời chỉ thấy chân khí chứ không thấy người. Thái bạch kiếm đảo, bỗng nhiên ngay lúc này, một tiếng hét to thanh lãng vang vọng thiên địa. Đột nhiên trong lúc đó, tên hoàng thất cung phụng kia đang giao thủ với Âu Dương Nạp Hải, trên người kiếm khí trói sáng bỗng nhiên tăng cường rất nhiều, lập tức liền lấn át Âu Dương Nạp Hải. Không tốt, khí thánh vương đã sớm nhìn chằm chằm vào không trung, lúc này thấy kiếm khí của đối phương đại trướng, lập tức biết không tốt. Thân hình nhảy lên, phịch một tiếng lập tức bắn nhanh ra như điệt, vào tới trong chiến trường. Ngay tại lúc này, giết hắn đi, sau lưng thập bát hoàng tử, tên hoàng thất cung phụng thứ hai sắc mặt cứng ngắc, lúc này đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại, trong đồng tử đen kịt phản chiếu thân ảnh của Âu Dương Nạp Hải, bắn ra một cỗ sát cơ mãnh liệt. Vèo, một trận phong thanh truyền qua, tên hoàng thất cung phụng thứ hai lập tức hóa thành một đạo chấp giật hướng về chiến trường trên không trung đánh tới. Âu Dương sự đệ, coi chừng, khí thánh vương hét lớn, ầm, trên chiến trường, thay đổi trong chớp mắt, phản ứng của khí thánh vương cũng không chậm nhưng vẫn là đánh giá thấp sự lợi hại của thái bạch kiếm đạo. Chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo kiếm khí tung hoành hư không, phát hiện cái địa, chỉ là một kiếm liền chém khai chân khí hộ thân của Âu Dương nạp hải. a à, Âu Dương nạp hải quát to một tiếng, trực tiếp như diều đứt dây từ trong chiến trường bay ra ngoài. Để mạng lại, một đạo thanh âm tràn ngập sát ý từ trên bầu trời truyền đến. Tên hoàng thất cung phụng của Thái Bạch Hoàng chiều kia, tóc dài bay lên, áo bào phần phật, oanh một kiếm từ trên cao nhìn xuống, điện xạ mà đến, muốn thừa thắng đuổi giết, đem Âu Dương nạp hải chảm dưới kiếm. chương 762, Kiếm Đạo Chi Tranh 1 Sư đệ, tình huống khẩn cấp, thân hình của khí thánh vương nhảy lên, phù một cái liền đụng tới Âu Dương nạp hải, đem hắn kéo ra phía sau mình. Vạn lưu đại pháp, quang mang trong mắt khí thánh vương lóe lên, đan điền chấn động, đồng thời bàn tay trái đẩy một cái, khí long, khí sư, khí hổ, khí báo, khí máng, khí mã, má, khí điều, khí xà, khí nghĩ vô cùng vô tận, mênh mông như biển bỗng nhiên xuất hiện bên người khí thánh vương. Trong thiên địa, nguyên khí kịch liệt chấn động, trong phương viên ngàn dặm đều hóa thành chiến trường của khí thánh vương. Đi, khí thánh vương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khí long, khí sư, khí hổ, khí báo khí mãng khí mã minh mông lập tức nổ tung lên kinh khí vô biên quét ngang hư không sang giác một đạo kiếm khí kia đuổi giết mà đến lập tức ầm vang một tiếng đã bị kinh khí cuồng bạo do khí thánh vương đánh ra biến thành phấn vụn ầm tên hoàng thất cung phụng kia bị chân khí của khí thánh vương chấn một cái thân hình run rẩy dữ dội phù một tiếng một ngụm máu tươi phun ra bay ra ngoài như diều đứt dây thái bạch kiếm đạo sát cùng lúc đó lại là một đạo kiếm khí từ một bên bay tới một đạo kiếm khí này càng thêm thuần túy, càng thêm hung hồn, so với tên hoàng thất cung phụng lúc trước còn phải lợi hại hơn ba phần. ầm ầm, đã thấy một đạo kiếm khí trắng xóa này hảo hảo đáng đáng, tung hoành ngàn trường, giống như là giang hà liên tục ầm vang không ngừng, liền hướng về phía khí thánh vương cùng với âu dương nạp hải ở sau lưng bổ tới. một kiếm này khí thế vạn thiên, thế không thể đỡ. lựa chọn thời cơ cũng là kỳ diệu tới đỉnh cao. linh khí thánh vương phản ứng cũng không chậm tay trái hất lên, một quả pháp khí linh trong suốt bay ra ngoài. Khí thánh vương há miệng phun một cái, một cỗ tinh khí phun ra, linh thanh nổ lớn, lập tức tăng vọt, trừng to bằng ngọn núi. Oanh, thái bạch kiếm khí tung hoành ngàn dặm, phổ kiên bất tồi đánh vào cự linh giống như là đụng phải một cái hàng rào vô hình, oanh một tiếng bị đánh thành phấn toái. Khí thánh vương khống chế cái linh đang này một chuyển, tên hoàng thất cung phụng thứ hai lập tức như gặp phải trọng kích, phịch một tiếng chấn động bay ra ngoài. Khí Thánh Vương dù sao cũng là lục quả Thánh Vương, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, một lần giao thủ, hai gã hoàng thất cung phụng thái bạch hoàng chiều lập tức bị đánh bay ra ngoài, hết thảy không phải đối thủ. Chỉ có điều, khí Thánh Vương cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, dù sao thương thế của hắn vẫn chưa lành. Làm càn, bỗng nhiên ngay lúc này có một tiếng quát to truyền đến. Khí Thánh Vương hai lần xuất thủ, tuy lực áp hai gã hoàng thất cung phụng nhưng cũng sốc giận một người. Ầm, kinh khí nổ ra. Hàn quang trong tinh mâu của thập bát hoàng tử lóe lên, bá một cái liền biến mất tại chỗ. Thái Bạch Tây Lai, một thanh âm nhàn nhạt ẩn chứa vô thượng uy nghiêm từ trong hư không truyền ra. Ầm ầm, trong một chớp mắt, ở giữa thiên địa như là đêm tối vô tận, một đạo quang mang sáng chói so với mặt trời còn chói mắt hơn phá không mà ra. Chỉ trong nháy mắt xé ra hư không, giống như một thanh cự kiếm kinh thiên xuất hiện ở trên đầu khí thánh vương. Một kiếm này lăng lệ, thuần túy, hủy diệt, ẩn hàm một cỗ lực lượng kinh khủng tốc độ của nó vô cùng nhanh, đồng dạng là thái bạch kiếm đạo nhưng ở trong tay của thập bát hoàng tử, uy lực được phát ra so với hai gã thái bạch hoàng thất cung phụng đâu chỉ cường đại hơn một bậc. Đây mới thực là thái bạch kiếm đạo chân chính, là tuyệt học kiếm đạo mà thái bạch hoàng thất chân áp hoàng triều, danh vang thiên hạ. Trong chớp mắt này, thiên địa vì thế mà biến sắc, quỷ thần vì thế mà kinh hoàng. Oanh, trong nháy mắt, không khí trong phương viên ngàn trượng đều bị đánh tan, cổ kiếm khí đáng sợ này quả thực muốn đem khí thánh vương cộng thêm Âu Dương Nạp Hải cùng một chỗ rào thành phấn vụn. Khí thánh vương cũng có chút biến sắc mặt, thập bát hoàng tử này đã chân chính lĩnh ngộ được tinh nghĩa của Thái Bạch Kiếm Đạo. Tốc độ của hắn so với tiểu na di pháp còn nhanh hơn, rõ ràng là đã đụng chạm đến cảnh giới kiếm ý. Thái Bạch chủ sát, từ Tây mà đến, một kiếm này xuất ra, lập tức có một cổ sát khí đậm đặc sông lên trời. Đi, thủ trưởng của khí thánh vương ném đi, lập tức đem Âu Dương nạp hải ném ra ngoài. Cùng lúc đó đan điền chấn động, mạnh mẽ để thăng chân khí thúc dục không khí pháp linh quấy lên không khí, nguyên khí đầy trời, hóa thành một mảnh khí hải khôn cùng hướng về thập bát hoàng tử oanh tới. Dầm dầm rầm trong khoảng thời gian ngắn, hai người kiếm linh tương giao không dưới mấy chục lần. Tốc độ của thập bát hoàng tử đã sắp đến mức mắt thường không thể bắt kịp, loại kiếm khí lăng lệ này tung hoành hư không, cơ hồ là muốn đem cả thiên địa đều cắt thành mấy mảnh. Ở trong tay hắn, từng chiêu từng thức đều băng thiên địa liệt, uy lực khó mà tin nổi xuất thủ càng là không giống với hai gã hoàng thất cung phụng. Trong khoảng thời gian ngắn thân thể hắn liên tục biến ảo 18 cái phương vị, mỗi một góc đều là xảo trá vô cùng, là chỗ thủ hộ yếu nhất trên người khí thánh vương. Kiếm khí của hắn biến ảo, mỗi một chiêu đều hung ác vô cùng, đều là dung đấu pháp chém giết nhục thân ở trong kiếm đạo. Lại là muốn khí thánh vương cộng thêm cả pháp khí, một lần chém thành hai khúc. Trong thái bạch hoàng chiều tại sao lại có nhân vật đáng sợ như vậy? Giờ khắc này khí thánh vương cũng cảm thấy áp lực cực lớn, kiếm khí của thập bát hoàng tử này như ảnh tùy hình, tràn đầy khí thức tử vong nồng nặc, là một trong những loại kiếm khí đáng sợ nhất mà bình sinh hắn gặp phải. Coi như là thời kỳ toàn thịnh, khí thánh vương cũng không dám nói có thể trấn áp được thập bát hoàng tử này. Trên người hoàng tử của Thái Bạch Hoàng Triều này óc một loại trí tuệ cùng thiên phú đáng sợ. Đó là một loại năng lực có thể khiến cho bất luận cao thủ nào mạnh hơn hắn cũng cảm giác được uy hiếp mạnh mẽ. Giờ khắc này khí thánh vương dựa vào duy nhất chính là ý thức, bản năng cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình đem mình bảo vệ đến giọt nước không lọt vững vàng đứng ở thế bất bại thái bạch chi kiếm đi ra đột nhiên thập bát hoàng tử lệ quát một tiếng ngâm từng tiếng kiếm ngâm vang vọng đất trời sau đó chỉ thấy hào quang lóe lên một đạo ngân bạch kiếm ảnh giống như giải lụa từ sau lưng thập bát hoàng tử bay ra bá một tiếng rơi vào trong tay của hắn ông một cỗ sát khí kinh thiên phảng phất như thủy triều oanh một tiếng từ trên người thập bát hoàng tử phóng lên trời ngay cả tầng mây trên trời đều bị đánh tan một khối. Thái Bạch Kiếm, trong nội tâm khí Thánh Vương Dung mình, cảm giác được cỗ nguy cơ này đột nhiên tăng lên gấp bội. Trên chuôi kiếm dài ba xích màu ngân bạch kia hắn cảm giác được một cỗ uy hiếp mạnh mẽ. Thái Bạch Kiếm ở trong Tiên Đạo thế giới có hung danh cực lớn, nghe đồn rằng là vị lão tổ tông kia của Thái Bạch Hoàng triều trước khi ly khai tự mình chế tạo 18 chuôi Thái Bạch Kiếm, ban cho hoàng thất huyết mạch dùng để tu luyện Thái Bạch Kiếm đạo, đồng thời trấn áp hoàng triều khí mạch chương 763, Kiếm Đạo Chi Tranh hai Trong truyền thuyết chỉ có đệ tử Hoàng Thất trong Thái Bạch Hoàng Triều có thiên phú cực kỳ mới có thể có được. Bởi vì chiêm nhiễm sát khí của vị lão tổ tông Thái Bạch Hoàng Triều kia cho nên kiếm này cực kỳ hung ác, xuất ra tắt thấy máu. Khí Thánh Vương thật không ngờ thập bát hoàng tử rõ ràng có một thanh. Thái Bạch kiếm đạo, một tiếng quát nhẹ lại ẩn chứa một cỗ vị đạo hung ác. ầm ầm thiên địa kịch chấn, chỉ thấy quang mang lóe lên trong hư không, một đạo kiếm khí lăng lệ vô cùng, tràn ngập khí thức tử vong lập tức từ trong hư không bay ra dùng tốc độ khó mà tin nổi tê vân liệt nhạc một kiếm chém xuống một kiếm kia lướt qua không gian bị chém khai như là đậu hũ vạn lưu đại pháp khí thánh vương mạnh mẽ đề thăng chân khí sáu viên đạo quả đột nhiên chợt lóe lên trong thời gian ngắn một cỗ tiên khí bảng bạc nổ tung ra ầm um, kiếm khí tương giao khí thánh vương hừ lên một tiếng đau đớn vịt một tiếng từ trên không trung bay ra ngoài một cỗ huyết thủy tiên hồng ở trên người hắn phun ra như suối tung tóe lên độ cao mấy trượng. Một kiếm này, cư nhiên ngay cả khí thánh vương cũng thất bại. Ông, trong không trung, hào quang lóe lên, một đạo nhân ảnh từ trong kiếm khí cuồng bạo hiển lộ ra, đúng là thập bát hoàng tử. Hai mắt hắn lăng lệ, trong tay cầm theo một thanh kiếm dài ba xích, trường kiếm ngân bạch tạo hình theo phong cách cổ xưa, tản mát ra một cỗ vị đạo túc sát, thần cản sát thần, Phật trở giết Phật. Chết, trong miệng thập bát hoàng tử phun ra một chữ, hai mắt như có tia chấp lóe lên, phịch một tiếng biến mất ở tại chỗ, trong chốc lát xẹt qua tầng tầng không gian, hóa thành một đạo ngân bạch kiếm khí rộng chừng hơn 10 trượng, tồi khô lạp hủ, hảo hảo đáng đáng, không thể địch nổi. Oanh, kiếm khí ngang trời, oanh một tiếng phá khai không gian, truy hướng thân thể khí thánh vương, muốn đem khí thánh vương ở giữa không trung chém thành hai nửa. Mắt nhìn chỉ chút nữa là thực hiện được, bỗng nhiên ngay lúc đó hư không chấn động, một đạo kiếm khí hung hồn, hảo hảo đáng đáng từ một bên đuổi tới vạn kiếm đại pháp kiếm khí cũng đã đến trước mắt bên tai mới vang lên thanh âm quát chói tai đúng là trong lúc mấu chốt lâm hy đã chạy tới ra tay ngăn cản thập bát hoàng tử kiếm khí của thập bát hoàng tử nhanh kiếm khí của lâm hy cũng không chậm ầm ầm hai cỗ kiếm khí như giải lụa ầm vang một tiếng mãnh liệt đụng vào nhau trong hư không song song hóa thành hư vô muốn chết thập bát hoàng tử giận tím mặt cũng không đuổi theo khí thánh vương phù một tiếng hóa thân thành cầu vồng người theo kiếm đi liền hóa thành một đạo kiếm khí kinh thiên chém khai hư không, hướng về Lâm Hy chạm xuống. Đến đây, trong mắt Lâm Hy bắn ra một cỗ quang mang chói mắt. Ông, thân thể của hắn nhoáng một cái, tương tự hóa thành một đạo kiếm khí kinh thiên. Vạn kiếm đại pháp được thục dục đến mức tận cùng, một nghìn đạo kiếm khí do kiếm chủng hóa sinh ra từ trong lỗ chân lông dâng lên, đón gió lớn dần. Ngàn đạo kiếm khí hóa thành một thể, hóa thành một đạo kiếm khí như thùng đem thân hình của Lâm Hy bao bọc vào trong đó. Lệ, tiếng dậy khiếu trói tai vang vọng hư không rầm 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 kiếm khí phân phân hai loại kiếm đạo tuyệt học truyền kỳ hóa thành kiếm khí kinh thiên giao kích nhau như giao long trong hư không thái bạch kiếm của thập bát hoàng tử chính là do lão tổ tông của thái bạch hoàng triều chế tạo nhưng mà kiếm khí của lâm hy cũng đã trải qua hơn nửa năm tốn hao mấy ức điểm cống hiến lấy hơn vạn loại tài luyện chân quý luyện thành kiếm đan sau đó khuynh thân đi ra kiếm khí này tuy nhìn như nhỏ yếu nhưng lại không sợ chân khí không sợ hàn hỏa không thể chém gãy hơn ngàn cái kiếm khí tụ vào một chỗ, lấy khí ngự kiếm, căn bản không sợ thái bạch kiếm của thập bát hoàng tử. Thái bạch kiếm đạo là kiếm trung sát thần, vạn kiếm đại pháp là kiếm trung vương giả. Hai loại kiếm đạo kinh thế ở trong tay hai người được phát huy đến cực hạn. Kiếm đạo của thập bát hoàng tử lăng lệ, điên cuồng, tràn đầy sát cơ vô hạn, mà kiếm đạo của lâm hy đồng thời xảo trá, lăng lệ, tràn đầy khí tức hủy diệt. Hai người một cái là truyền thừa thuần túy kiếm đạo của Thái Bạch Hoàng Thất, hết thảy chỉ vì giết người mà một cái là từ trong địa ngục atula núi thây biển máu mà giết ra tràn đầy ý chí giết chóc hai người đều là kiếm đạo thiên tài có được tài hoa kinh thế tuyệt tục giống như là ngọc sáng rầm 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 bầu trời kiếm khí vô tận phiêu tán rơi rụng va chạm thập bát hoàng tử cố nhiên là lăng lệ lâm hy cũng là dị thường hung mãnh hai người chiến đấu thoạt nhìn nguy hiểm vạn phần tựa hồ tùy thời đều có nguy hiểm đầu một nơi thân một nơi ngay cả người xem đều là kinh hãi mí mắt nhảy lên chứ đừng nói là người giao thủ. Đáng tiếc, kiếm đạo tu vi của ta còn chưa đủ, bằng không trực tiếp có thể khống chế kiếm khí của hắn. Trên bầu trời, Lâm Hy lướt qua một ý niệm trong đầu. Vạn kiếm đại pháp là kiếm trung chi hoàng, Lâm Hy thấu qua kiếm khí có thể cảm giác được một cỗ hủy diệt kiếm khí lăng lệ, khủng bố trong cơ thể thập bát hoàng tử. Trong minh minh tựa hồ có một loại liên hệ vô hình, đem hắn cùng thái bạch kiếm đạo, cùng với thái bạch chi kiếm của thập bát hoàng tử liên hệ với nhau. Lâm Hy nhớ rõ sư phụ Hình Tuấn Thần đã từng nói qua, Vạn Kiếm Đại Pháp của hắn đối với kiếm đạo đều có tác dụng áp chế. Thậm chí Vạn Kiếm Đại Pháp có thể trực tiếp khống chế kiếm khí của đối phương, chỉ có điều tu vi của Lâm Hy còn chưa đạt tới mức đó. Bất quá Lâm Hy có thể rõ ràng cảm giác được trong lúc giao chiến có từng tia thái bạch kiếm khí cực kỳ nhỏ yếu dung mãnh tràn vào bên trong kiếm khí của mình, chỉ có điều loại năng lượng kiếm khí này cực kỳ yếu ớt. Đây đúng là Vạn Kiếm Đại Pháp có tác dụng áp chế đối với những tuyệt học kiếm đạo khác tiểu sư đệ không phải là đối thủ của thập bát hoàng tử kia khí thánh vương nhìn qua không trung thầm nghĩ trong lòng ánh mắt của hắn sắc bén vô cùng liếc mắt liền nhìn ra lâm hy so với thập bát hoàng tử còn kém hơn một chút đây cũng không phải là do thiên phú của lâm hy thấp hơn hắn hay gì khác mà là hỏa hầu kiếm đạo của lâm hy rõ ràng không tinh thâm như thập bát hoàng tử ta chắc là không nhớ nhầm thời gian lâm hy sư đệ gia nhập chấp pháp điện mới được mấy tháng nói cách khác Hắn chìm đắm trong môn kiếm đạo này cũng chỉ có thời gian mấy tháng. Trong mắt Khí Thánh Vương lộ ra thần sắc suy tư, Thập Bát hoàng tử có xuất thân từ Thái Bạch hoàng triều, là hoàng thân quốc thích, từ nhỏ đã chìm đắm trong kiếm đạo. Mà Lâm Hy tiếp xúc với kiếm đạo, tính toán đầy đủ cũng chỉ có 3, 4 tháng mà thôi. Thời gian 3, 4 tháng có thể chiến với Thập Bát hoàng tử như vậy, ở Khí Thánh Vương xem ra, thiên phú của Lâm Hy đã tương đương kinh người rồi. Suy Bỗng nhiên ngay lúc này đột nhiên có một cỗ huyết thủy phóng lên trời. Chương 764, nhân mã hợp nhất một. Hầu sư huynh, tay của ngươi. Âu Dương Nạp Hải lập tức kinh hô một tiếng, chỉ thấy trên cánh tay trái của khí thánh vương, da thịt xoay tròn, một vết kiếm từ vai kéo đến cánh tay, lại kéo xuống, huyết thủy dòng dòng chảy ra không dứt. Một kiếm này hung ngoan ác độc, vốn là hướng về phía trái tim của khí thánh vương, muốn một kiếm đâm vào trong tim hắn. Bất quá lại bị hắn tránh đi, không có việc gì, Khí Thánh Vương thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về thân ảnh ngọc diện kim quan ở giữa không trung. Một phen giao thủ vừa mới rồi, hắn thật ra là thất bại, tuy bởi vì là hắn bị thương, thương thế chưa lành, nhưng mà cũng là vì thực lực bản thân của Thập Bát hoàng tử cực kỳ khủng bố. Không thể tưởng được, một hoàng tử bên trong hoàng triều thế tục lại có công lực bậc này, thật sự là đáng sợ. Khí Thánh Vương nhìn qua không trung, lo lắng nổi lên. Thực lực của Thập Bát hoàng tử đã lợi hại như thế, chỉ sợ thực lực của thái bạch hoàng chiều càng thêm đáng sợ việc này bất luận kết quả cuối cùng như thế nào chỉ sợ đều khó mà bỏ qua rồi mà cùng lúc đó trên bầu trời thập bát hoàng tử cũng cảm thấy chấn động cự đại tiểu tử này rốt cuộc là có lai lịch gì rõ ràng cũng có kiếm đạo tuyệt học thập bát hoàng tử thật không ngờ rõ ràng ở chỗ này gặp được một đối thủ ở trong tông phái tương tự cũng tu luyện kiếm đạo hơn nữa theo tính chất của kiếm khí mà nhìn Tuyệt học của đối phương còn không ở dưới Thái Bạch Kiếm Đạo gia truyền của mình. Để cho Thập Bát hoàng tử cảm thấy bực bội nhất chính là, hắn rõ ràng cảm giác dược tu vi kiếm đạo của mình đã vượt qua Lâm Hy, ở lúc chiến đấu chiếm cứ ưu thế, nhưng mà chậm chạp không có cách nào đem ưu thế tiến hành tới cuối cùng để hóa thành thắng lợi. Chân khí của Lâm Hy liên tục không ngừng, mỗi một kích đều đem hết toàn lực mà không có dấu hiệu suy yếu. Ở trong cảm giác của Thập Bát hoàng tử, đoán chừng 10 ngày nửa tháng sau, Lâm Hy vẫn là có bộ dạng như hiện tại mà hắn chỉ sợ cũng sẽ không chịu nổi thái bạch niểu thủ thập bát hoàng tử đột nhiên biến đổi kiếm thế trong kiếm khí vô tận rõ ràng hiện lên một cái đầu lâu đầu tóc bạc trắng to như ngọn núi oanh đầu lâu vỡ ra một cỗ kiếm khí túc sát kinh thiên động địa nổ tung lên ầm um, lâm hy thấy tình thế không đúng đã sớm tế lên sơn hà ấn cùng cửu hỏa chân long cháo nhưng bị cỗ kiếm khí này chấn động một cái cũng từ trên bầu trời rơi xuống phải lùi lại mấy bước người kia để cho ta đối phó những người còn lại hết thảy đều giết một tên cũng không để lại thập bát hoàng tử nhẹ nhàng hạ xuống một ngón tay chỉ vào đám người lâm hy hung hăng nói thanh âm chém đinh chặt sắt không có chút lưu tình nào ai dám động thủ chính là muốn chết lâm hy quát lớn một tiếng hai mắt mở lớn không giận mà uy hừ đối với lời nói của lâm hy hồi đáp của thập bát hoàng tử chính là động thủ bàn tay vung lên dẫn đầu phá không mà ra sau lưng hắn hơn mười hư tiên đạo quả cộng thêm hai gã hoàng thất cung phụng thập trọng đại viên mãn, nguyên một đám như mãnh hổ xuất hang, chém giết mà tới. Một thập bát hoàng tử sở trường về Thái Bạch Kiếm Đạo đã là khó chơi chứ chưa cần nói tới hai gã hoàng thất cung phụng cùng với đại lượng hư tiên, đạo quả. Nếu là lời nói lúc trước còn chưa thấy được sợ, nhưng hiện giờ khí Thánh Vương đã thương còn thêm thương, Âu Dương Nạp Hải cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhìn cỗ trận thế này không khỏi liên tục biến sắc, đi, đối mặt với cô áp lực cường đại này, Khí Thánh Vương quyết định thật nhanh, lập tức thúc giục tiểu Na Di Pháp muốn cùng với đám người Âu Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên thoát đi khỏi Ly Long Sơn. Tình thế người ta mạnh hơn, không thể không cúi đầu. Lưu lại rừng xanh, sợ gì không có củi đốt, tình huống trước mắt, bảo vệ tính mạng là đệ nhất, mặt khác ngày sau lại từ từ giết hắn. Lệ, nhìn thấy đám người Khí Thánh Vương chuẩn bị chạy trốn, Thập Bát Hoàng tử, hai đại cung phụng đồng thời phát ra một tiếng kêu to kinh thiên. Trốn chỗ nào, các ngươi trốn không được, ông một cỗ khí tức cường đại từ trên thân ba người nổ tung ra. Ba người không chút nghĩ ngợi lập tức thi triển tuyệt học cùng loại với tiểu na di pháp. Mấy người này đều bị tổn thương, căn bản là trốn không thoát. Nguyên nhân mấu chốt là nếu để cho mấy người này chạy đi, ngày sau lại để cho thần tiêu tông biết rõ, sợ rằng có không ít phiền toái. Nhiều cỏ phải nhổ tận gốc, làm việc phải là tuyệt. Thập bát hoàng tử tuyệt đối không có khả năng cho phép bọn hắn chạy trốn đấy. Các ngươi đã muốn chết, đó là không trách được ta nhìn thấy đám người khí thánh vương chạy trốn, còn không biết có thể đào thoát hay không, thời khắc mấu chốt Lâm Hy đột nhiên quát lên một tiếng, trong con mắt bắn ra một cỗ sát cơ nồng đậm. ầm, um, không khí nổ tung, Lâm Hy phảng phất như một đạo thiểm điện phóng lên trời, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trên không trung mấy ngàn trường. Tứ cực đại huyền, xuất hiện đi, vào lúc này Lâm Hy không do dự nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút lấy ra lôi hệ thiết bàn, đồng thời triệu hoán tứ cực đại huyền ở trong đó ra. Oanh, cuồng phong gào thét, quét ngang thiên địa, lập tức trong tai tất cả mọi người nghe được một trận tiếng ngựa hí lảnh lót. Khi ruột ruột, trong tử điện lóe lên, một con tuấn mã cao hơn một trượng, lông bầm màu tía vũ động từ trong hư không nhảy vọt ra. Một cỗ điện quang từ trong cơ thể nó bắn ra phụ trợ cho thần mã. Là tứ cực đại huyền, từng đợt tiếng kinh hô từ mặt đất truyền đến, một đám người của Thái Bạch Hoàng Triều đều nhận ra thất tuấn mã như rồng này. Thập bát hoàng tử vốn là muốn đuổi theo đám người khí thánh vương, nhưng lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc địa biến, sắc mặt tại chỗ liền tái nhợt vài phần. Không tốt, hai gã hoàng thất cung phụng tại chỗ cũng là cả kinh, thập bát hoàng tử đại khí thong dong là bọn hắn bội phục nhất. Loại bộ dáng sợ hãi này còn chưa bao giờ thấy qua. Ngăn cản hắn, thập bát hoàng tử hét lớn, thân hình bắn ra, dưới chân chợt mở rộng ra, lập tức liền giống như tia chấp hướng Lâm Hy đuổi theo. Đối với Lâm Hy hắn vốn là không quá để ý, dù là biết rõ hắn thuần hóa tứ cực đại huyền, nhưng khi kết hợp với cường đại kiếm đạo trên người lâm hy thập bát hoàng tử liền lập tức minh bạch hắn muốn làm cái gì rồi chỉ là thập bát hoàng tử còn không muốn tin lâm hy thật có thể trong thời gian ngắn như vậy làm được chuyện kia loại chuyện mà hắn vốn muốn làm nhất oanh thập bát hoàng tử chưa tới nhưng kiếm khí đã tới một đạo kiếm khí sắc bén mênh mông cuồn cuộn chém nứt hư không một kiếm liền chém đến chỗ lâm hy cùng tứ cực đại huyền nhưng mà hào quang lóe lên lâm hy đã không thấy bóng dáng Thập bát hoàng tử cả kinh không phải là chuyện đùa, đang muốn đi tìm bóng dáng của Lâm Hy, trong tai liền nghe được thanh âm si. Si của tứ cực đại huyền, chương 765, nhân mã hợp nhất hai. Ruột ruột, ngâm, đầu tiên vẫn là thanh âm ngựa hí, nhưng về sau liền biến thành long ngâm réo rắt. Chỉ thấy một đạo tử sắc phích lịch nổ tung, Lâm Hy cùng đầu tứ cực đại huyền kia đều hoàn toàn biến mất. Ngâm, một hồi long ngâm réo rắt đột nhiên ở chỗ sâu trong phía đông thương khung vang lên, sau khi mọi người nhìn qua, tiếng kêu của tứ cực đại huyền lại đang vang vọng ở phía tây, đột nhiên lại phía bắc, lại đột nhiên phía nam, biến ảo chập chờn, thật giống như một con ngựa đang rong ruổi trong thiên hạ. Tiểu sư đệ đây là đang làm quen với tính tình của tứ cực đại huyền. Sau khi khí thánh vương mang theo Âu Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên chạy đi rất xa, đột nhiên ngừng lại, ẩn thân ở trong một rừng cây, ngước nhìn bầu trời. Cử động của Lâm Hy vượt qua dự liệu của thập bát hoàng tử, cũng nằm ngoài dự tính của bọn họ tuy trong đầu có kinh ngạc một lát nhưng vẫn rất nhanh đã kịp phản ứng lại. Lâm Hy rõ ràng là muốn lợi dụng tốc độ của tứ cực đại huyền dung hợp với kiếm đạo của mình, tăng lên uy lực kiếm đạo. Chỉ có điều tứ cực đại huyền giã tính khó thuần, hơn nữa nếu muốn để cho tứ cực đại huyền phù hợp với tâm ý của mình, cùng kiếm đạo phối hợp tương xứng cũng cần có thời gian. Tứ cực đại huyền ở trên không trung lóe lên bất định, rõ ràng là Lâm Hy đang làm quen với mã tính. Tất cả mọi người tụ lại cùng một chỗ, tuy không nhìn thấy lâm hy nhưng trong lòng của thập bát hoàng tử dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt một đám hư tiên đạo quả cường giả của thái bạch hoàng triều tuy không rõ là xảy ra chuyện gì nhưng mà cảm thấy cô khí thức quỷ dị này ngay cả hai ngã hoàng thất cung phụng cũng đang nhìn bầu trời vẻ mặt nghiêm túc không có dấu hiệu nào đấy suy một đám kiếm khí cực nhỏ xẹt qua hư không không gian rõ ràng mơ hồ một cái sau đó một gã hư tiên một gã đạo quả lập tức không kịp phản ứng bị kiếm khí một thanh xẹt qua bên hông phốc, y bao chém đứt, một mảng suối máu từ hông phụt lên trên trời, một nửa thân thể giống như là cọc gỗ thẳng tắp rơi xuống, hai người lúc này mới phản ứng lại. a à, eo của ta, khuôn mặt hai người lộ ra một cỗ cảm giác hoảng sợ, sau đó chia làm bốn đoạn rớt xuống. Ta làm sao lại chết rồi, ta làm sao có thể chết. Lúc hai người rơi xuống vẫn là vẻ mặt kinh hãi, không tin mình cứ thế mà chết đi. Loại gào thét căn bản không biết mình đã chết này, những người khác nghe được càng là sởn hết cả gai ốc, có loại cảm giác phong hồn xuất khiếu. Đại nhân, điện hạ, văn hoán bọn hắn, mọi người một mảnh kinh hoàng nhìn về phía thập bát hoàng tử cùng hai gã cung phụng. Hai người bị giết chết kia tuy thực lực không phải là mạnh nhất, nhưng cũng không yếu. Nếu như là sau khi khổ chiến mà bị giết thì cũng không có gì, người trong tiên đạo có ai mà không trải qua chiến đấu. Nhưng mà một thân chân khí bàng bạc của hai người ngay cả cơ hội đánh thử cũng không có, đã bị người ta thần không hay quỷ không biết chém giết thân thể, thân tử đạo tiêu rồi không nên ẩm ý, không nên hốt hoảng, hắn chỉ có một người, sợ cái gì, lời còn chưa nói hết, suy một tiếng, một gã đạo quả cường giả thần sắc kinh ngạc, một cái tơ máu từ chán kéo đến phần bụng, xoẹt một tiếng liền chia làm hai nửa rơi xuống. Thật sự không sợ sao, hiện tại tất cả các người đều là con mồi của ta. Một thanh âm lạnh như băng vang lên trong hư không, băng hàn lạt cốt, nhưng lại không có ai có thể tìm được tung tích của Lâm Hy. Hỗn đản, sắc mặt thập bát hoàng tử tái nhợt một mảnh bắt tứ cực đại huyền, nhân mã hợp nhất, tăng lên uy lực kiếm đạo. Đây vốn là ý nghĩ của hắn, nhưng bây giờ tứ cực đại huyền vẫn còn, người ngồi ở trên ngựa lại không phải là hắn. Lâm Hy dùng ngựa của hắn giết hại thủ hạ của hắn, không cần phải nói trong lòng của thập bát hoàng tử phẫn nộ như thế nào. Thân sắc của hắn tái nhợt, trong đôi mắt hiện lên trận trận sát cơ, hận không thể tìm ra Lâm Hy, một trưởng đem hắn đánh chết. Lũ ngu ngốc các ngươi, tất cả mọi người tụ lại cùng một chỗ dùng chân khí hộ thể còn cần ta phải nói sao trong mắt thập bát hoàng tử lóe lên một vòng huyết hồng hai đầu lông mày sát cơ lạnh thấu xương mọi người được hắn nhắc nhở mấy người không có chú ý lập tức đem chân khí để thăng đến thực hạn hóa thành khí tức liên miên đem mình bảo hộ vào trong đó có thể trở thành tâm phúc của thập bát hoàng tử cũng không phải là kẻ yếu đuối chỉ là lâm huy biểu hiện ra quá kinh người ba gã luyện khí cường giả ngay cả nhân ảnh của đối phương đều không nhìn thấy nửa điểm tu vi đều không thi triển ra đã bị người ta giết như chém dưa thái rau chém thành hai đoạn tuy lực công kích của người trong tiên đạo cường đại băng sơn liệt địa không phải nói chơi nhưng mà luận về năng lực phòng ngự thì còn lâu mới được biến thái như vậy nếu như một gã luyện khí sĩ có thể đánh tan một ngọn núi mà nói như vậy năng lực phòng ngự thân thể của hắn tuyệt đối không có khả năng vượt lên một ngọn núi ít nhất không thể so với ngọn núi càng cứng rắn hơn đây cũng là căn nguyên mà người trong kiếm đạo tạo thành uy hiếp cường đại với người trong tiên đạo. Xong đời, hắn cưới tứ cực đại uyển, chúng ta bây giờ ngay cả thân ảnh của hắn đều nhìn không thấy. Kiếm đạo phối hợp với phi mã loại này đã có năng lực miểu sát kiếm đạo cường giả, những người như chúng ta chỉ sợ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tốc độ của hắn nhanh hơn chúng ta, nếu như đơn thuần phòng thủ, khí tường của chúng ta căn bản không thể ngăn cản được kiếm khí của hắn. Đừng sợ, hắn chỉ có một người, chúng ta lại có nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Người cuối cùng quát lên, nhưng mà ngay cả chính hắn cũng không phát hiện thân thể của hắn run lên nhẹ nhẹ. Trong lúc nhất thời mỗi người đều cảm thấy bất an, kinh sợ. Địch nhân nhìn không thấy là đáng sợ nhất. Ngâm, một hồi tiếng long ngâm vang lên, trên ly long sơn, chỗ cách mấy người hơn mấy vạn trượng. lâm hy cưới tứ cực đại huyền, dưới chân lé lên tử điện lôi hải. Hốn trướng, thập bát hoàng tử nhìn thấy lâm hy, đồng tử co rút lại, trong đôi mắt bắn ra sát khí cùng sát cơ đậm đặc. Thập bát hoàng tử, ta nói rồi, ta muốn đồ của ngươi căn bản không cần lý do. Ngươi đã tham lam tứ cực đại huyền, dây dưa không ngớt, đó là không trách được ta. Hôm nay, tất cả các ngươi đều phải chết, không ai chạy thoát. Lâm Hy ngồi ở trên ngựa khẽ cười, tứ cực đại huyền to lớn, toàn thân tử điện quấn quanh, thần tuấn dị thường, khiến cho Lâm Hy ngồi trên cũng dị thường uy vũ. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, tỏa hạ giống như là mọc rễ, cùng tứ cực đại huyền dung hợp hoàn mỹ lại với nhau tứ cực đại huyền giã tính khó thuần, cũng không phải dễ dàng điều khiển như vậy. Những người khác chỉ thấy tứ cực đại huyền đông tránh tây chuyển, nhảy nhót lung tung, nhưng lại không biết ở trong quá trình này Lâm Hy Kỳ thật đã bỏ ra tâm lực cực lớn để làm quen với tứ cực đại huyền. chương 766, Đại sát Tứ Phương, chỉ có điều, Lâm Hy ở phương diện này rất có ngộ tính, hơn nữa tứ cực đại huyền bị lôi hệ thiết bàn phong ấn, đã cực kỳ thuần phục. Người cho rằng thuần phục tứ cực đại huyền liền có thể đối phó được ta sao? cho dù ngươi có được tứ cực đại huyền, ta cũng có thể đem ngươi chảm ở dưới ngựa. Thập bát hoàng tử lạnh lung nói, ha ha, chúng ta đều là tu luyện kiếm đạo đấy, tứ cực đại huyền có tác dụng gì, ngươi tin tưởng mà ta cũng tin tưởng. Còn ta cưới tứ cực đại huyền đến cùng có thể đối phó với ngươi hay không, hừ, ngươi không phải là đã rất rõ ràng hay sao? Ánh mắt của Lâm Hy xoay chuyển nhìn về tùy tùng sau lưng thập bát hoàng tử. Tốt rồi, thời gian còn lại không nhiều lắm, ta cũng nên tiến các ngươi lên đường chỉ có điều lúc này đây cũng không phải là chết một, hai người nữa rồi. Bị Lâm Hy đưa tầm mắt nhìn qua, từng tên hư tiên, đạo quả lập tức sắc mặt xám ngoét. Thực lực của Lâm Hy vốn đã mạnh hơn bọn hắn, lại có một con tứ cực đại huyền quả thực là như hổ thêm cánh, thực lực mãnh mẽ, mẽ có thể nghĩ được. Trong nháy mắt, mỗi người đều cảm thấy bất an, ngươi dám, trong mắt thập bát hoàng tử lóe lên một vòng quang mang chấn nộ. Lâm Hy không trả lời, trong mắt hơi híp bá một cái liền biến mất không tốt mọi người coi chừng chúng ta liên thủ cùng một chỗ trong nháy mắt người ngã ngựa đổ tinh thần của tất cả mọi người đều khẩn trương lên thái bạch kiếm đảo thần sắc thập bát hoàng tử lạnh lẽo đột nhiên chém ra một kiếm oanh cùng một thời gian tất cả những người khác như nhận được tín hiệu thúc giục chân khí từng đạo chân khí bài sơn đảo hải đồng thời chấn động ruột 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 một trận mã minh truyền đến nhưng là truyền đến từ phía sau oanh kiếm khí vô tận đột nhiên từ trung ương đám người nổ tung lên hàng trăm hàng ngàn kiếm khí chói mắt phảng phất như lưu tinh bắn ra, từng tầng khí tường bị chém thành hai nửa, kèm theo đó là thân hình bị một phân thành hai. a à, một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong đám người truyền ra, kiếm khí đi qua lưu lại vô số chân cục tay đứt. chỉ một kiếm này, tùy tùng của thập bát hoàng tử đã bị lâm ghi chém giết hơn phân nửa. ở phía sau, hai gã hoàng thất cung phụng gầm lên, không chút nghĩ ngợi tế lên kiếm khí sáng chói tật chảm mà đến. ầm ầm kiếm khí chém qua dẫn phát ra bạo tạc kinh thiên, khí lãng vô tận bắn tung ra. Bá, không có bất kỳ dấu hiệu nào, đầu lâu của một gã đạo quả cường giả bay lên mang theo một dãy huyết hoa, trên không trung vòng lại mấy vòng sau đó bay ra ngoài. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên, tựa hồ đến chết cũng không tin chính mình cứ như vậy bị người giết như chém giết thái rau. Đi, mấy người còn sót lại cũng không nhịn được hoảng sợ, chạy vội đào tẩu. Trở về, trong lòng hoàng tử trầm xuống, vừa định gọi lại bọn hắn nhưng đã muộn mấy người ở chung một chỗ vốn là còn có hy vọng nhưng mà phân tán chạy trốn như vậy tất nhiên chỉ có con đường chết a à, quả nhiên vài tên tùy tùng kia chưa chạy được xa bá một tiếng kiếm khí xẹt qua lập tức chia làm mấy mảnh đáng chết thấy một màn như vậy một gã hoàng thất cung phụng thập trọng thần sắc tái nhợt phẫn hận không thôi thập bát hoàng tử càng là tức giận đến thân thể đều run rẩy lên các ngươi sẽ phải trả giá thật lớn thập bát hoàng tử đột hiên tức giận gầm thét lên thật sao đây chẳng qua là mong muốn đơn phương của ngươi mà thôi, ngươi đã dám phái người ở trên thuần dương tử lâu đánh chết đệ tử thần tiêu tông chúng ta, cũng nên nghĩ tới sẽ phải trả một cái giá lớn như hôm nay. Thanh âm của Lâm Hy mở ảo bất định từ trên bầu trời truyền đến. Thuần dương tử lâu, ngươi là vì những đệ tử của thần tiêu tông kia mà tới. Nghe được bốn chữ thuần dương tử lâu, thập bát hoàng tử đột nhiên thanh tỉnh một lát. Đúng vậy, người quá ngây thơ rồi, ngay cả đệ tử thần tiêu tông chúng ta cũng dám giết, nhưng lại cho rằng không có ai biết thái bạch hoàng triều thật sự đã cường đại đến mức cho rằng có thể một tay che trời ngay cả thần tiêu tông chúng ta cũng không coi vào đâu sao lâm hy thản nhiên nói thắng làm vua thua làm giặc chỉ thế mà thôi bất quá ngươi đừng đắc ý giết người của thái bạch hoàng triều chúng ta không ai có thể đào thoát nổi ngươi cũng giống như vậy thập bát hoàng tử nói hừ giết thì đã có sao chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng lão tổ tông kia của các ngươi dám giết lên thần tiêu tông hay sao đúng rồi ta quên nói với ngươi ta chính là đệ tử chấp pháp điện của thần tiêu tông, phụ trách chính là hình pháp tông luật. Không chỉ là đệ tử thần tiêu tông, ngay cả đệ tử ngoài tông cũng là phạm vi chấp pháp của ta. Cho nên nếu như người chết cũng đừng trông cậy vào Thái Bạch Hoàng Triều sẽ giúp người báo thù, hoặc là khiển trách, người chính là chết lãng phí rồi. Thanh âm của Lâm Hy từ bốn phương tám hướng truyền tới. Chấp pháp điện, thập bát hoàng tử cùng hai gã hoàng thất cung phụng nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên khó coi không thôi vốn chỉ cho là chút ít đệ tử thần tiêu tông bình thường, nhưng thật không ngờ lại là đệ tử chấp pháp điện của thần tiêu tông. Thập bát hoàng tử không rõ ràng lắm về tình huống trong thần tiêu tông, nhưng là danh tự cũng là nghe được, là cùng loại với người trong hoàng thất, đại lý tự, là nơi phụ trách hình phạt giới luật. Phủ lên danh tự như vậy chính là đại biểu cho tiên đạo đại phái thần tiêu tông. Nếu như đối phương lấy việc khiển trách những đệ tử thần tiêu tông chết ở thuần dương tử lâu, cầm danh nghĩa chấp pháp đến làm qua loa tắc trách, như vậy những người này hôm nay thật có khả năng chính là chết vô ích rồi. Vị lão tổ tông quỷ thần khó lường của Thái Bạch Hoàng triều kia tất nhiên khiến cho tất cả các đại tông phái kiêng kỵ, nhưng tương tự tất cả đại tông phái lại là sao không khiến cho Thái Bạch Hoàng triều kiêng kỵ. Tất cả đại tông phái kiêng kỵ Thái Bạch Hoàng triều cũng chỉ là kiêng kỵ một người, mà Thái Bạch Hoàng triều kiêng kỵ lại là cả tông phái. Tình huống này sao có thể đồng dạng? Tiếp chiêu đi, Lâm Hy cũng không nhiều lời, nhân mã hợp nhất, lập tức chính là một kích. Oanh Thanh âm của Lâm Hy vừa biến mất, thập bát hoàng tử nheo mắt, lập tức không chút do so dự một kiếm đánh tới phía trước. ầm, um, một đạo kiếm quang tử trong chỗ minh minh chạm ra, hai kiếm chạm nhau khiến cho chúng đều bị chôn vùi. Mà cùng một thời gian, thân ảnh của tứ cực đại huyền cũng từ trong hư không hiển lộ ra. Ở nơi này, sát, hai gã hoàng thất cung phụng không chút nghĩ ngợi tế lên kiếm khí, một kiếm băng sơn liệt nhạc chém xuống. Coi chừng, Lâm Hy cùng tứ cực đại huyền đột nhiên biến mất, sau đó là một đạo thanh âm lợi kiếm xuyên qua huyết nhục vang lên. Xoẹt, một cái đầu lâu lớn chừng cái đấu mang theo một đám máu tươi quay tròn từ trên bờ vai bay ra ngoài. Kiếm thật nhanh, một thanh âm từ trong cái đầu bị chém kia phát ra, sau đó mới từ không trung rơi xuống. Chương 767, hết thảy đều kết thúc một. Chương Hàm, tên hoàng thất cung phụng cuối cùng kia phát ra một tiếng bi thiết, trong mắt nhỏ ra nước mắt. Ầm ầm, thập bát hoàng tử đã không nghĩ nhiều được nữa rồi không chút nghĩ ngợi một kiếm tung hoành hơn nhìn trượng hướng về phía bên cạnh chém ra. Chỉ nghe oanh một tiếng, kiếm khí tương giao, thân hình Lâm Hy lại lần nữa lóe lên một cái, sau đó biến mất. Coi chừng, thập bát hoàng tử hô lên một tiếng nhưng vẫn là đã muộn. Xoạt, hàn quang lóe lên, hộ thể khí tường của tên hoàng thất cung phụng thứ hai đã bị xé ra, hơn phân nửa bả vai mang theo một cái đầu lâu xoay tròn bay ra ngoài. Ba rát, nửa cái thân thể rơi xuống đất, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Người mà thập bát hoàng tử mang tới cộng thêm hai gã hoàng thất cung phụng thực lực cao cường đã bị lâm ghi chém giết sạch, chỉ còn lại một người là hắn. Ti, Sa Sa, Âu Dương Nạp Hải, Khí Thánh Vương, Bạch Nguyên đã sớm nhìn đến ngây người, ba người hít vào một hơi. Không thể tưởng được, một thuất tứ cực đại huyền có thể khiến cho tiểu sư đệ lợi hại như vậy. Âu Dương Nạp Hải kinh thán không thôi, hắn đã giao thủ với hoàng thất cung phụng kia, căn bản không phải là đối thủ của họ. Ngay cả Khí Thánh Vương đều bị tổn thương mà bây giờ một đám người cư nhiên bị Lâm Hy mấy lần chém xuống giống như chém dưa thái rau, giết cái hết sạch. Đây là kiếm đạo chân chính, tiểu sư đệ mượn lực lượng của tứ cực đại huyền biến tướng đạt đến điểm này. Bất quá cường giả kiếm đạo chân chính căn bản không cần tứ cực đại huyền, hơn nữa cũng căn bản sẽ không bị người bức cho thân thể thoáng hiện một cái. Những kiếm đạo cường giả lợi hại coi như là sở trường về không gian chi lực, ngay cả những cường giả tiên đạo có không gian khiêu dược cũng chạy không thoát bọn họ đuổi giết. Khí Thánh Vương thản nhiên nói, một bên khác, thập bát hoàng tử chiến đấu với Lâm Hy đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Lâm Hy đạt được thiên địa dị trùng tứ cực đại huyền, uy lực của kiếm đạo tăng vọt một bậc. Tùy tùng của thập bát hoàng tử trong nháy mắt đã bị giết sạch sành xanh, chỉ còn lại một người cô độc. Khoảng cách giữa Ly Long Sơn với Thái Bạch Hoàng thành hơn một ngàn dặm, có chạy cũng không thể nào chạy nổi tứ cực đại huyền, càng chạy sẽ chỉ càng nhanh chết mà thôi, mà ở tại chỗ phòng thủ thì càng là nhìn không thấy bất kỳ hy vọng gì. Sắc mặt của thập bát hoàng tử cũng dần dần tái nhợt, Đáy mắt hiển hiện một tia tuyệt vọng sâu sắc. Nếu như tứ cực đại huyền ở trong tay của hắn, chỉ sợ hiện tại người cầm đồ đao lên để đồ sát chính là hắn. Chỉ sai lệch một bước, hiện tại người ta chính là đao thất, mình là cá thịt. Tuy Minh Bạch nếu còn tiếp tục như vậy nữa chắc chắn phải chết, nhưng hoàng thất trời sinh cao ngạo, lại khiến cho hắn không muốn cúi đầu xuống. Ta là hoàng thất quốc thích, thiên hoàng huyết mạch, hôm nay nếu như ta chết ở chỗ này thì ngươi cũng chắc chắn phải chết. Thái Bạch Hoàng Triều chúng ta cho tới bây giờ cũng không để cho máu chảy vô ích, từng cái hoàng thất huyết mạch ngã xuống nhất định sẽ có một đám người chôn cùng. Ngươi sẽ phải trả giá thật lớn, thanh âm lệ khiếu của thập bát hoàng tử vang vọng ly long sơn mạch. Quỳ xuống, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, thanh âm lạnh lẽo của lâm hy biến ảo chập chờn từ trên bầu trời chuyển đến. Hư, không có khả năng, thanh âm của thập bát hoàng tử như chém đinh chặt sắt. Hôm nay ta không đối phó được ngươi nhưng sẽ có người đối phó được ngươi thiên cơ thần toán, thôi diễn chu thiên, hôm nay chuyện xảy ra ở Ly Long Sơn đã bị Thái Bạch Hoàng thất chúng ta suy tính rõ ràng. Người giết ta, các ngươi ai cũng không sống nổi, giao ra tứ cực đại huyền, tự đoạn một tay, đây là sinh lộ duy nhất của các ngươi. Ha ha ha, một trận cười to từ phía trên thiên không truyền đến, sau đó thanh âm lạnh lẽ, lâm hy lạnh giọng nói. Thiên cơ thần toán, thôi diễn chu thiên, thập bát hoàng tử, người thật sự nghĩ đến cái đó hữu dụng đối với ta sao? oanh một đạo kiếm khí trói mắt hoành quán hư không từ trong hư không nhảy ra chảm nhanh tới cơ hồ là đồng thời thập bát hoàng tử giống như chớp giật tay cầm thái bạch kiếm một đạo thái bạch kiếm khí khôi hoành phá không mà ra hai đại kiếm khí lập tức mãnh liệt đụng vào nhau trong hư không song song chôn vùi oanh oanh từng đạo kiếm khí mênh mông cuồn cuộn nhanh như tia chớp tràn ngập hư không không ngừng đụng vào nhau trong khoảng thời gian ngắn hai người đã giao thủ hơn vài chục lần loại kiếm khí sắc bén vô cùng này liền giống như là cắt đậu hũ, đem hư không cắt thành một khối lại một khối. Cho dù là Âu Dương nạp hải xa xa nhìn lại, giờ phút này cũng là kinh tâm không thôi. Mảnh hư không kia, ở trong năm nghìn trượng chỉ thấy kiếm khí mà không thấy người, đã bị hai người kịch chiến hóa thành một khu vực tử vong. Dù là thập trọng thánh vương như Âu Dương Nạp Hải vào lúc này cũng kiêng rẻ không thôi, không dám đơn giản đụng vào đó. Kiếm khí thật đáng sợ, không có tu vi nhị quả thánh vương trở lên, đụng vào đó chỉ có một con đường chết. Âu Dương Nạp Hải nhìn đến âm thầm kinh hãi, tu vi kiếm đạo của Lâm Hy vốn là không bằng thập bát hoàng tử, nhưng cưỡi tứ cực đại huyền, nhân mã hợp nhất đã ẩn ẩn vượt qua thập bát hoàng tử. Nhưng mà không biết vì cái gì, thập bát hoàng tử tuy không nhìn thấy Lâm Hy nhưng mà tựa hồ có thể sớm cảm giác được kiếm khí của hắn. Lâm Hy liên tiếp mấy lần muốn mượn nhờ tứ cực đại huyền thi triển kỹ năng kiếm đạo miểu sát đều bị hắn cản lại. Sư huynh, thập bát hoàng tử kia giống như sớm có thể cảm ứng được kiếm khí của tiểu sư đệ, âu dương nạp hải có chút do dự nhìn về phía khí thánh vương giọng mang theo dò hỏi tầm mắt kiến thức của khí thánh vương đều cao hơn hắn ở những phương diện này thì lời nói càng có thêm trọng lượng ân thiên phú kiếm đạo của thập bát hoàng tử này xác thực rất cao tiểu sư đệ nhân mã hợp nhất uy lực ở trên người hắn phải kém hơn rất nhiều nghĩ đến hẳn là một ít kiếm đạo bí kỹ của thái bạch hoàng thất đi khí thánh vương nhìn qua xa xa trong mắt lóe lên một đạo quang mang Thái Bạch Hoàng thất có một lão tổ tông là kiếm đạo cường giả, đồ vật lưu lại cũng không chỉ có một loại là Thái Bạch kiếm đạo, nhất định còn có những thứ khác liên quan đến kiếm đạo. Khí Thánh Vương cũng cảm giác được, phương diện về độ nhạy cảm kiếm khí của thập bát hoàng tử nếu so với Lâm Nghi thì lợi hại hơn nhiều. Thập bát hoàng tử chìm đắm ở trong kiếm đạo hơn 10 năm, đúng là vẫn có chút sở trường đấy. Không sai biệt lắm, chiến đấu muốn chấm dứt, hai đầu lông mày của khí Thánh Vương nhíu lại, hiện lên một đạo ý niệm, sau đó từ chỗ ẩn thân đứng lên thập bát hoàng tử ra học uyên thâm lâm hy khống chế tứ cực đại uyển giết người khác như chém dưa thái rau nhưng ở trên người thập bát hoàng tử lại giảm bớt đi nhiều nhiều lần bị cản lại chương 768, hết thảy đều kết thúc hai bất quá cái này cũng không có nghĩa là thập bát hoàng tử liền có thể thắng lợi trận chiến đấu này từ khi hắn gặp phải lâm hy liền đã có kết quả thập bát hoàng tử tuy lần lượt ngăn cản lâm hy nhưng chân khí không ngừng hao phí thực lực dần dần suy kiệt khó mà tiếp tục giữ vững trạng thái đỉnh cao Ngược lại, chân khí của Lâm Hy liên tục không ngừng, bên giảm bên tăng, trận chiến này không cần nói cũng biết. Thập bát hoàng tử, lại để cho ta tiến người một đoạn đi. Thanh âm của Lâm Hy từ trên trời truyền đến lần cuối cùng. Ngâm, dòng ngâm thanh lành, vang vọng bầu trời. Hư không chấn động giống như vạn mã bôn đằng. ầm ầm một đạo kiếm khí xé rách hư không, phá không mà lên, dùng một loại tư thái hủy thiên diệt địa nhanh như chớp mà đến. Kiếm đạo khôi hoành, trong chớp mắt này đã đoạt đi thần thái của thiên địa, mà Lâm Hy cùng tứ cực đại huyền ẩn trong một kiếm này biến mất không thấy gì nữa. Thái bạch kiếm đạo, thập bát hoàng tử tóc mai phất phới, cái chán thấm đầy mồ hôi nhưng ánh mắt lại sáng ngời như trước, hai tay xiết một cái, lần cuối cùng thi triển ra kiếm đạo tuyệt học của Thái bạch hoàng triều. ầm ầm, thiên băng địa liệt, hai đạo kiếm khí đụng vào nhau, kiếm khí sắc bén vô cùng đem hư không cắt thành thất linh bát lạc. ruột ruột, chiến mã tê minh, ngay trong nháy mắt hai người tiếp thân mà qua, một đạo kiếm khí mỏng như sợi tóc từ phần cổ của Thập Bát hoàng tử xẹt qua, sau đó bắn tới như điện. "Kiếm thật nhanh a." À, thập Bát hoàng tử tự lẩm bẩm, đầu lâu ở trong hư không quay tròn mấy vòng sau đó rơi xuống. "Ngươi sẽ phải trả giá đắt." Thanh âm từ phía dưới truyền đến, còn chưa nói hết liền im bặt mà dừng. Mà lúc này ở chỗ cổ của Thập Bát hoàng tử mới phun ra một dòng máu cao hơn mười mấy trượng, sau đó thẳng tắp rơi xuống. "Đã xong." Bên ngoài mấy vạn trượng tử quang lóe lên thân ảnh của Lâm Hy cùng tứ cực đại huyền ở trong hư không hiển hiện ra. Ở bên người hắn, một đạo kiếm khí cự đại trói mắt phát ngang trong hư không. Ông, ngón tay Lâm Hy chỉ búng một cái, đạo cửa kiếm to lớn này có rút lại, cuối cùng chỉ lớn chừng nắm đấm, nhưng lại là một nghìn thanh kiếm khí dài vài tấc tổ hợp mà thành. Tuy thập bát hoàng tử bị giết, nhưng mà kiếm khí do kiếm chủng phân hóa ra của vạn kiếm đại pháp cũng không nhiễm một điểm máu tươi. Lâm Hy ngồi trên lưng ngựa vẫn không nhúc nhích, trong đầu còn hiện ra tình huống vừa rồi giao chiến với Thập Bát hoàng tử. Đây là lần đầu tiên hắn lợi dụng tứ cực đại huyền thi triển kiếm đạo, mà Thập Bát hoàng tử cũng là vị kiếm đạo thiên tài thứ nhất mà hắn giao thủ qua, độ sâu sắc của kiếm đạo so với hắn còn lợi hại hơn. Trong khi giao chiến với Thập Bát hoàng tử, hắn thu được ích lợi rất nhiều, còn cần một chút thời gian để tiêu hóa, đem những thứ này chuyển hóa thành của mình. Sau một lát, Lâm Hy chớp mắt một cái, quay người lại. Đã được rồi, chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi lực lượng của Lâm Hy mặc dù không gia tăng, nhưng khí tức phát ra lại đột nhiên có chút chất lượng hơn, biến hóa không giống lúc trước. Bá, đem chiến mã từ trên trời hạ xuống, từ từ rơi đến chỗ thi thể của thập bát hoàng tử. Tiểu sư đệ, một bên khác, đám người khí thánh vương, Âu Dương Nạp Hải cũng lướt đi tới, rơi xuống bên cạnh thi thể của thập bát hoàng tử. Đáng tiếc, ta vốn là muốn để ngươi lưu lại tính mạng của hắn. Khí thánh vương thở dài một tiếng, nhìn qua thi thể trên mặt đất, sắc mặt có chút tiếc hận. Thập bát hoàng tử không hề nghi ngờ chính là kiếm đạo thiên tài, chỉ tiếc gặp phải lâm hy, ở lúc thập trọng đại viên mãn cảnh liền vẫn lạc. Đây có thể chính là đã sinh du, sao còn sinh lượng rồi, gặp phải lâm hy, hơn nữa đồng dạng sở trường về kiếm đạo, thập bát hoàng tử nhất định vẫn lạc nơi này. Khí thánh vương vốn muốn để cho lâm hy kiếm hạ lưu người, dù sao sau lưng thập bát hoàng tử là thái bạch hoàng triều, xác thực có chút khiến cho người ta kiêng kỵ, nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, cũng không cần phải tiếc hận nữa. Thật không nghĩ tới, chỉ là một thất tứ cực đại huyền rõ ràng lại để cho kiếm đạo của tiểu sư đệ trở nên đáng sợ như thế. Lực chú ý của Âu Dương Nạp Hải vẫn còn đang ở trên người còn thiên địa dị trùng tứ cực đại huyền ở bên cạnh Lâm Hy, gương mặt cực kỳ hâm mộ. Kiếm đạo vốn là trọng tốc độ, tuy tốc độ của tứ cực đại huyền nhanh, thực lực cũng không yếu, nhưng rốt cục vẫn là thú loại, không hiểu được kiếm kỹ. Nếu như có một gã thập trọng kiếm đạo đến khống chế nó, chỉ đạo nó phát huy ra loại thực lực này, tứ cực đại huyền chính là lợi khí sắc bén nhất không chỉ là ta, nếu như thập bát hoàng tử đạt được cũng là như vậy. Lâm Hy liếc qua tứ cực đại huyền ở bên người, nói. Đối với người hiểu nó mà nói, tứ cực đại huyền là sát khí cực kỳ đáng sợ. Mà đối với người không hiểu nó mà nói, tứ cực đại huyền chỉ là một con ngựa. Thập bát hoàng tử sở dĩ dám buông lời, đạt được tứ cực đại huyền liền có thể lợi hại hơn so với hắn gấp bội, cũng chính là bởi vì nhìn vào một điểm này. Ruột ruột ruột, một bên, tứ cực đại huyền đột nhiên dẫm chân vang lên, lông bầm bay lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn qua đối diện. Nhưng là Âu Dương Nạp Hải có ý đồ muốn sờ tứ cực đại huyền một cái, kết quả tứ cực đại huyền không có chút lĩnh tình. Ha ha ha, nếu như không phải tiểu sư đệ ngươi hàng phục nó, ta còn thực sự không dám tới gần. Âu Dương Nạp Hải cười to nói, Lâm Hy lắc đầu cười cười, biết rõ hắn nói là chuyện lúc trước tứ cực đại huyền phát huy, đem Âu Dương Nạp Hải cùng khí thánh vương chấn thành trọng thương bất quá bây giờ phiến tử điện lôi hải bạo liệt quanh người tứ cực đại huyền đã bị lôi hệ thiết bàn hút đi diễn hóa thành năng lượng của lôi hệ thiết bàn uy lực của tứ cực đại huyền đã đại giảm đây cũng là chuyện mà không có cách nào khác lôi hệ thiết bàn cần hấp thu đạo lượng năng lượng lôi điện về sau nhất định còn cần phải bổ sung tuy năng lượng lôi điện trong cơ thể tứ cực đại huyền đã giảm bớt không ít nhưng tốc độ lại không bị giảm bớt đây coi như là đại hạnh trong bất hạnh rồi đi thôi lâm hy vỗ tay phát ra tiếng truyền đi một đạo ý niệm sau đó nói âu dương sư huynh người bây giờ có thể sờ nó một chút xem sao tứ cực đại huyền hiện tại chỉ nhận hắn là chủ nhân trừ phi được dự đồng ý của hắn nếu không những người khác ai cũng khó mà đến gần thi thể của thập bát hoàng tử nằm trên mặt đất loại hoàng thất tử tôn này của thái bạch hoàng triều trên người bình thường có không ít bảo bối tốt đấy như là thái bạch kiếm khí mà lúc trước hắn sử dụng qua còn có thứ nguyên tiểu tiên đại tùy thân đều là thứ thiết yếu đấy bất quá ánh mắt của lâm hy lại nhìn đến vị trí đan điền của thập bát hoàng tử chương 769, kiếm hoàn, kiếm thượng một Xuyên thấu qua kiếm trùng trong thể nội do vạn kiếm đại pháp hình thành, Lâm Hy có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể thập bát hoàng tử ẩn ẩn có một đạo kiếm ý hơi yếu đang ngủ đông. Đạo kiếm ý này như có như không, tựa như một người đang cúi xuống hành lễ, giống như là tôm đang ngủ đông trong khe đá. Hy vọng dùng loại phương thức này để tránh thoát cảm giác của mọi người. Đây là kiếm trùng của Thái Bạch Kiếm đạo sao? Con mắt Lâm Hy nhắm lại, ngón tay bạt động hai cái vèo, liền ở trong nháy mắt này, con mồi giống như bị đánh thức, một đạo bạch mang sắc bén huy mang từ phía, vèo một cái đâm xuyên huyết nhục của thập bát hoàng tử, từ bên trong bay ra. Trong khoảng cực ngắn liền bắn tới trước mặt của Lâm Hy, hướng nguy tâm của hắn mà đi. Lần này nếu như mà chúng, Lâm Hy lập tức tử vong. Coi chừng, thay đổi đột ngột, khí thánh vương cũng là khinh thường, không nghĩ tới một người chết đến mức không thể chết thêm nữa còn có thể bày trò. Khoảng cách gần như thế, muốn ngăn cản đã là quá muộn. Hừ, muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Thân hình Lâm Hy bất động, trong con mắt bắn ra một đám tinh mang bạo thiểm rồi biến mất. Thái bạch kiếm chủng này là vật chết, có thể giấu giếm luyện khí sĩ nhưng không thể giấu được Lâm Hy. Vạn kiếm đại pháp đối với tất cả kiếm đạo đều có cảm ứng, một kích này nhìn như đột ngột nhưng Lâm Hy đã sớm chuẩn bị. Hô, Lâm Hy há mồm phun một cái, một cỗ kiếm khí chói mắt phảng phất như giang hà bộc tố dâng lên mà ra, hóa thành một mảnh kiếm quang chói mắt ngăn cản viên đạn sắc bén màu trắng bạc này suy bạch sắc kiếm mang ngàn vạn nhỏ như sợi tóc suy suy duệ hưởng trong thời gian ngắn ở trong một tấc hư không kịch liệt xung đột đụng nhau viên đạn màu trắng bạc kia tả sung hữu đột nhưng thủy chung không thể xông phá kiếm khí của lâm hy lệ một tiếng duệ khiếu viên đạn màu trắng bạc này quay đầu về phía tay một cái chớp mắt chăm trượt hướng về phương hướng thái bạch hoàng thành bắn tới đã đến trước mặt ta còn muốn chạy sao tinh mang trong mắt lâm hy lóe lên dưới chân đạp một cái vịt một tiếng tung hoành mà ra tiểu na di pháp được thi triển đến cực hạn phong ấn đại pháp lâm hy hai tay kết ấn năm ngón tay phải chỉ về hư không phía trước nắm một cái ông hư không vặn vẹo lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ viên đạn màu trắng bạc này vốn là nhanh như điện chấp nhưng giờ khác này tựa như rơi vào một cái tường vây vô hình bốn phía tả sung hữu đột bộc phát ra từng đạo kiếm mang sắc bén nhưng cũng không có cách nào đột phá lao lung phong không gian bốn phía nhanh chóng co rút lại đổ sụp xuống chỉ thấy hào quang lóe lên trong lòng bàn tay của Lâm Hy đã có nhiều hơn một viên đại màu trắng bạc. Tuy bị phong ấn nhưng viên đạn này dễ dội như trước. Ở viên thái bạch kiếm chủng này Lâm Hy cảm giác một cỗ địch ý quen thuộc, đó là thuộc về thập bát hoàng tử. Đây là có chuyện gì? Sau lưng, khi thánh vương chạy tới, nhìn thấy Lâm Hy trưởng khống cục diện cũng có chút thở ra nhẹ nhàng. Tiên đạo đệ tử đối với người trong kiếm đạo càng là kiêng kỵ, sợ hãi. Bởi vì kiếm đạo rất khó học, yêu cầu thiên phú cùng một tính cực cao, cho nên người đủ tư cách để học đích xác có rất ít. Cho nên cho dù là cường giả như khí thánh vương đối với lý giải về kiếm đạo cũng là hiểu biết có hạn. Lúc cuối cùng nhất là ta chém giết thập bát hoàng tử này. Một điểm ý niệm oán hận của hắn cũng rút vào bên trong cái kiếm hoàn, cho nên mới có một màn này. Đã chết chính là chết, cô ý niệm đối địch này cũng chỉ mà một cô ý niệm, chờ ta tốn một đoạn thời gian là có thể hàng phục được nó. Lâm Hy thản nhiên nói, hắn đi theo chấp pháp trưởng lão hình tuấn thần, truyền thừa kiếm đạo nhất mạch, cũng biết một ít kỳ hoặc bên trong. Thập bát hoàng tử rõ ràng đã đụng chạm đến kiếm ý nên mới nghĩ tới muốn lợi dụng hắn sơ ý chủ quan cho Lâm Hy một kích, chỉ là hắn vẫn đánh giá thấp vạn kiếm đại pháp của Lâm Hy. Phương hướng cuối cùng mà viên kiếm hoàn này bay về chính là Thái Bạch Hoàng Cung, ta đoán Thái Bạch Hoàng Triều hẳn là có chút bí pháp có thể đem những kiếm chủng thuần túy này triệu hồi, tránh rơi vào trong tay người ngoài. Lâm Hy nhìn Thái Bạch Hoàng Thành ở phía tây một cái, thản nhiên nói. Kiếm hoàn có tác dụng đối với người trong kiếm đạo không cần nói cũng biết, mỗi cái kiếm hoàn thuần túy, thành thục đều có ý nghĩ là có thể tiết kiệm thời gian, bồi dưỡng ra một gã cao thủ mới. Ở trong kiếm đạo, sau khi loại đệ tử này tử vong, phương pháp triệu hoán kiếm đạo kiếm hoàn từ ngàn dặm trở về có rất nhiều, mỗi nhất mạch đều không giống nhau. Người dù chết, kiếm lại tồn. Đây là phương pháp đặc thù để bảo trì truyền thừa của kiếm đạo nhất mạch có nhân khẩu không nhiều. Chỉ là đáng tiếc, viên thái bạch kiếm hoàn này gặp phải lại là Lâm Hy lâm hy đã giao thủ với thập bát hoàng tử biết rõ thái bạch kiếm đạo lợi hại hắn cũng biết kiếm hoàn trên người của thập bát hoàng tử bất đồng với hai gã hoàng thất cung phụng là kiếm hoàn thuần túy nắm giữ kiếm hoàn tương đương với nắm giữ một môn kiếm đạo vật cường đại như thế lâm hy làm sao sẽ để cho nó chạy mất trách không được khí thánh vương nghe xong nhìn phương hướng trước đó khí thánh vương bay đi nhẹ gật đầu chợt nói lâm hy cũng không nhiều lời cầm lấy viên thái bạch kiếm hoàn của thập bát hoàng tử lên há miệng ra, phun ra một đạo kiếm mang trực tiếp bao trùm thái bạch kiếm hoàn, sau đó co rụt lại trực tiếp nuốt vào trong bụng, dùng kiếm khí của vạn kiếm đại pháp đến chân áp trong đan điền. Trên cái kiếm hoàn này còn lưu lại khí thức cùng ý chí của thập bát hoàng tử hòa làm một thể với thái bạch kiếm hoàn. Lâm Hy còn cần tiêu tốn thời gian không ngắn mới có thể đánh tan những lạc ấn này, thu để bản thân sử dụng. Đây là thái bạch kiếm, hẳn là sẽ hữu dụng với ngươi. Còn có thứ nguyên tiểu tiên đại, đây đều là chiến lợi phẩm của ngươi, thủ trưởng của khí thánh vương ném đi đã đem thái bạch kiếm cùng thứ nguyên tiểu tiên đại thả tới loại cường giả có cấp bậc như thập bát hoàng tử nếu nói là trên người không có gì tốt đó là không có khả năng bất quá khí thánh vương còn khinh thường loại chuyện đi chiếm tiện nghi cẩu sư đệ bổn môn là người đứng đầu nội môn đệ tử khí thánh vương có tự tôn cùng kiêu ngạo của mình lâm hy có chút do so dự một chút mơ hồ cảm giác ra cái gì cũng không muốn nói nhiều trực tiếp nhận lấy thái bạch kiếm ba thước sáu tắc toàn thân ngân bạch thân kiếm giống như mặt kính phản xạ hào quang. Sống kiếm hơi nghiêng, có hoa văn màu ngân bạch, tạo hình theo phong cách cổ xưa, tựa hồ hơi có năm tháng. Mũi kiếm rất sắc bén, chạm kim thước thạch, suy mau đoạn phát, liếc mắt nhìn tựa hồ con mắt cũng bị thương. Lâm Hy thò tay trên thân thái bạch kiếm vuốt ve một chút, lập tức có một trận kiếm ngâm kéo dài như có như không vang lên trong hư không, thanh âm kéo dài thật lâu không dứt. Chương 770, kiếm hoàn, kiếm thư 2. Tốt cho một thanh hung kiếm. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, ở trong chuôi kiếm ngân bạch này hắn cảm nhận được một cỗ sát khí đậm đặc, lúc ngón tay chạm đến giống như là đụng chạm vào một không gian khác, trong tai có thể nghe được vô số hung thú gào thét, phảng phất như muốn đi ra. Đây là một chuôi hung nhật, sát khí vô cùng nặng. Lúc Lâm Hy cầm trên tay thì lạnh như băng, có loại vị đạo sâm hàn xương cốt. Đồng thời thân kiếm lại cực kỳ trầm trọng giống như là một ngọn núi. Đây đều là biểu hiện của hung nhật, thái bạch kiếm đã được chế tạo cũng lâu rồi, có thể xác nhận Thanh kiếm này đã kinh qua không ít chủ nhân. Đến tay thập bát hoàng tử đã không biết là đã qua bao nhiêu người. Sát nhân uống máu nhiều đời, thanh kiếm này hấp thu không biết bao nhiêu là lệ khí, huyết dịch, thu hoạch được bao nhiêu tính mạng, trở nên càng ngày càng nặng, cũng đã trở thành hung nhận như bây giờ. Không chỉ có thể đả thương người, tương tự cũng có thể giết chủ. Bất quá, nhưng lại là kiếm khí phù hợp nhất với thái bạch kiếm đạo. May mà có vạn kiếm đại pháp của ta, không hung lệ như vậy, còn có thể trấn áp thanh hung kiếm này bằng không mà nói, thật đúng là không dám dùng. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, rất nhiều người đều cho rằng hung kiếm giết chủ đều chỉ là lúc mấu chốt, hung kiếm không bị khống chế, đối phó với chủ nhân của mình. Nhưng kỳ thật cái này đều là tiên đạo đại thế giới nghe nhầm đồn bậy. Lâm Hy nghe chấp pháp trưởng lão hình tuấn thần đề cập qua, cái gọi là hung kiếm vệ chủ thật là chỉ là kiếm khí hấp thu quá nhiều hung lệ chi khí, thường thường đeo ở bên người làm bạn mỗi ngày với hung sát chi khí sẽ bất chi bất giác thẩm thấu vào bên trong cơ thể kiếm giả, ảnh hưởng đến thần trí của người cầm kiếm khiến cho kiếm giả càng ngày càng thị sát khát máu cuối cùng đánh mất lý trí tự chịu diệt phong cho nên dưới tình huống bình thường hung kiếm dù là phẩm chất có tốt cũng không thể đụng vào người trong kiếm đạo lựa chọn kiếm khí đối với hung kiếm đặc biệt phải cực kỳ thận trọng ông tâm niệm lâm hy vừa động đem thái bạch kiếm thoáng tế luyện một chút sau đó liền đưa vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại đợi đến khi trở lại trong tông nói sư phụ đem thanh kiếm này gột rửa lại một lần tẩy đi một ít hung tính sau đó là có thể sử dụng. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, tuy Lâm Hy cũng không cho rằng thanh thái bạch kiếm này ảnh hưởng được chính mình, nhưng kiếm đạo hỏa hầu của hắn dù sao còn chưa sâu, cẩn thận một chút cũng là không sai. Lâm Hy lại kiểm tra thứ nguyên tiểu tiên đại của thập bát hoàng tử một lần. Quả nhiên không khiến người ta thất vọng, ở trong cái thứ nguyên tiểu tiên đại Lâm Hy phát hiện ra một ít kim trúc tiên đạo chân quý, một hộp 12 viên, ở bên trên hộp có viết chữ cổ truyện hoàng đạo kim đan. Trừ cái này ra, còn có một bản thái bạch kiếm đạo do tiên khí hóa thành, đây hiển nhiên là bí điển của thái bạch hoàng thất nhất mạch truyền thừa cho hoàng thất tông thân. Thật tốt quá, đã có quyển thái bạch kiếm đạo này, ta có thể tinh thông thêm một môn tuyệt học. Lâm Hy mừng rỡ trong lòng, điều kiện tu luyện kiếm đạo hà khắc, nhất là phải có kiếm đạo kiếm trùng tự tay truyền lại, hay là phải có công pháp hoàn chỉnh. Cả hai thứ thiếu một cũng không được. Lâm Hy tuy có được thái bạch kiếm hoàn của thập bát hoàng tử nhưng không có tâm pháp đối ứng thì cũng không có cách nào tu luyện nhưng đã có quyền thái bạch kiếm đạo này liền không giống với lúc trước. Lấy tình huống của Lâm Hy, sau khi trở về chỉ cần thỉnh giáo sư phụ hình tuấn thần một chút, lấy kiếm thức nhãn giới cùng tu dưỡng của hắn đủ để chỉ đạo Lâm Hy tu luyện ra thái bạch kiếm đạo chỉ thái bạch hoàng thất mới có. Thái bạch kiếm đạo của thái bạch hoàng triều vang danh thiên hạ, nếu như có thể tu thành môn kiếm đạo tuyệt học này, giá trị của nó tuyệt đối không dưới đầu tứ cực đại huyền. Trong nội tâm Lâm Hy vui sướng không thôi, ngoại trừ quyển thái bạch kiếm đạo, 12 miếng hoàng đạo kim đan ra, còn có một chút đan dược, mặt khác cũng không phải là rất nhiều, phần lớn là một ít chứng tử, tín vật, lệnh phù cùng ấn kiện hoàng thất. Những vật này đối với thập bát hoàng tử hữu dụng nhưng đối với Lâm Hy lại không có một chút tác dụng nào. Lâm Hy đem thứ nguyên tiểu tiên đại sửa sang lại một lần, sau đó liền hướng tới Âu Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên cùng khí thánh vương đi đến. Hầu sư huynh, kiến thức của huynh rộng rãi, nhìn xem đây là vật gì. Lâm Hy đem một hộp hoàng đạo kim đan ném tới. Hoàng đạo Kim Đan, đây là thứ mà Thái Bạch Hoàng Triều bí chế sao? Khí Thánh Vương hơi lấy làm kinh hãi. Sau khi tế luyện thứ nguyên tiểu tiên đại mới có thể xem xét đồ vật bên trong. Khí Thánh Vương đem thứ nguyên tiểu tiên đại đưa cho Lâm Hy, cho nên cũng không biết bên trong có cái gì. Lâm Hy đưa tới một cái thần sắc hỏi thăm, khí Thánh Vương hiểu ý, mở miệng giải thích. Hoàng đạo Kim Đan này là một môn đan dược chỉ có Thái Bạch Hoàng Triều mới có, chỉ có Hoàng thất mới biết luyện chế, có thể tăng trưởng công lực công dụng đại khái của nó là tương đương với một quả thuần dương đan của tiên đạo cảnh. Bất quá chỗ đặc biệt nhất của nó là có thể tẩm bổ lục phủ ngũ tạc, tẩy địch tâm phế, tăng trưởng tinh thần năng lượng của luyện khí sĩ. Nếu như là trong chiến đấu, tinh thần, ý thức bị thương tổn, thì nó có tác dụng chữa thương cực lớn. Khí thánh vương thần sắc trịnh trọng, mà một câu sau cùng mới chính là trọng điểm. Tổn thương nhục thể thông thường thật sự không cần phải tính làm gì, chân khí điều dưỡng một chút, hoặc là dùng chút đan dược chữa thương, hao tốn chút thời gian thì đã tốt rồi. Chính thức khó đối phó nhất vẫn là tác hại trên ý thức, tinh thần. Tuyệt học bên trong tiên đạo có đủ loại, một ít tông phái đặc biệt khác có truyền thừa có thể chuyên môn chấn thương tinh thần, ý thức của người khác. Linh hồn là bổn nguyên của người trong tiên đạo, nếu như tinh thần ý thức bị thương, chỉ sợ một thân tiên đạo vô duyên, vĩnh viễn dừng chân ở một cảnh giới nào đó. Cho nên tác dụng của 12 miếng hoàng đạo kim đan mà Lâm Hy lấy được này là có thể nghĩ. a à, nếu là như vậy thì giá trị của hộp đan dược mà tiểu sư đệ lấy được này đã cực kỳ quý giá rồi. Âu Dương Nạp Hải ở một bên nghe vậy liền nói, tuy tầm mắt kiến thức của hắn không lợi hại như khí thánh vương nhưng một ít xúc giác nhạy bén là vẫn phải có. Không tệ, loại đan dược này luyện chế khó khăn, vốn cũng không phải là hàng ngày nuốt xuống để tăng trưởng công lực. Chỉ khi tinh thần bị thương cực lớn, không có cách nào trị hết thì mới phải nuốt một viên. Luận giá trị, chỉ sợ một nghìn vạn điểm cống hiến một viên cũng không khoa trương, một hộp như vậy, chỉ sợ là toàn bộ gia sản của thập bát hoàng tử. Khí Thánh Vương gật đầu nói, "Chương 771, Tiên La phái." Lâm Hy giật mình, hắn nhớ tới Tăng Thọ Đan, tác dụng tăng trưởng công lực của Tăng Thọ Đan là cực kỳ có hạn, nhưng mà loại năng lực tăng trưởng tuổi thọ này lại là thứ cần thiết nhất cho tất cả mọi người. Không hề nghi ngờ, Hoàng Đạo Kim Đan cũng là đan dược đặc thù cùng loại với Tăng Thọ Đan trong Tiên Đạo đại thế giới. "Ta hiểu được." Lâm Hy gật gật đầu, đem hộp Hoàng Đạo Kim Đan này lấy ra, Lâm Hy vốn là không định độc chiếm. Hắn lấy được chỗ tốt đã đủ nhiều, nếu như cái gì cũng đều thu lấy, như vậy không khỏi lộ ra quá tham lam rồi. Nơi này có 12 viên đan dược, chúng ta mỗi người cầm 3 viên đi. Lâm Hy nói thẳng, tiểu sư đệ, ta đây liền không khách khí, loại vật này thực đối với chúng ta mà nói là rất hữu dụng. Bất quá không cần 3 viên, chúng ta mỗi người cầm 2 viên đi, một viên là để chính mình dùng, một viên về sau nếu gặp được lúc đồng môn cần thì có thể cứu kịp thời khí thánh vương nói, luyện khí cảnh gặp phải công kích tinh thần ý thực trực tiếp thật ra thì vẫn là tương đối ít. Bất quá khi đến tiên đạo cảnh thì không giống với lúc trước. Hoàng đạo kim đan liền sẽ trở nên vô cùng đáng giá. Ta cũng cầm hai viên, Âu Dương Nạp Hải cũng đi theo lấy hai viên, đa tạ lâm sư đệ, Bạch Nguyên theo sau cầm hai quả, đến cuối cùng lâm hy ở đây vẫn là chiếm nhiều nhất. 12 viên hoàng đạo kim đan, lâm hy độc chiếm 6 viên, đã là một nửa rồi. Lâm Hy nhìn thoáng qua liền cũng không khách khí thu vào. Loại đan dược trị liệu tinh thần, ý thức này bây giờ còn không dùng được, nhưng tương lai liền khó nói. Hơn nữa Lâm Hy nhớ tới tạp Mễ Lạp, mỗi lần nàng bị thương, nghiêm trọng nhất vẫn là tinh thần, cần phải ngủ say thật lâu một thời gian. Nhưng mà ngủ say cũng không thể giải quyết tất cả tổn thương, 6 viên Hoàng đạo kim đan này ở thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ thu được hiệu quả không tưởng tượng nổi. Sau khi phân xong 12 viên Hoàng đạo kim đan, mặt khác cũng không có đồ vật có giá trị đặc biệt gì. Mấy viên đan dược chữa thương bên trong cũng bị Lâm Hy đưa cho khí thánh vương cùng Âu Dương Nạp Hải. Sau mấy canh giờ, thương thế của khí thánh vương cùng Âu Dương Nạp Hải đã khá lên nhiều. Đi thôi, mấy người đi ra huyệt động, Ly Long Sơn đã không có gì cần phải ở lại rồi. Thời gian cấp bách, tiên la phái quan lễ chẳng mấy chốc sẽ cử hành. Chờ một chút trước khi đi, Lâm Hy dừng lại. Sau đó trong ánh mắt in ngạc của mấy người, lâm hy hướng về địa phương lúc trước đánh chết thập bát hoàng tử đây là khí thánh vương khẽ nhíu chân mày trong mắt có chút hồ nghi lâm hy cũng không để cho bọn họ đợi quá lâu rất nhanh đã đi trở về tiểu sư đệ người xác định thật sự đáng giá làm như vậy sao khí thánh vương có chút lo lắng nói hầu sư huynh không cần phải lo lắng ta đã dám làm như thế tự nhiên là có lo nghĩ của ta người là ta giết ta đã dám giết hắn tự nhiên cũng dám thừa nhận để chuyện này thành một cái biến chuyển cho thần tiêu tông chúng ta đi lâm hy thản nhiên nói thái bạch hoàng triều trung quy là một trong tứ đại hoàng triều của tiên đạo đại thế giới nội tình phong phú thập bát hoàng tử vừa chết có thể tưởng tượng được tất sẽ khiến cho thái bạch hoàng triều chấn động ai làm người nấy chịu lâm hy không muốn liên lụy đến khi thánh vương cùng âu dương nạp hải hơn nữa đối với lâm hy mà nói đó cũng không phải chỉ là một chàng báo thù hắn muốn thông qua chuyện này truyền đạt một cái thái độ một cái thái độ của thần tiêu tông Đi thôi, Lâm Hy mở miệng nói. Hy ruột ruột ngâm, một tiếng ngâm nga, tứ cực đại huyền lại bị Lâm Hy triệu hoán ra, cõng lấy bạch nguyên cùng khí thánh vương, một đám người nhanh chóng biến mất trong thiên không minh mông. ầm ầm, ngay tại lúc mấy người rời đi không lâu, thiên địa dung chuyển, một đạo kiếm khí hảo hảo đáng đáng phóng lên trời. Kiếm khí mà Lâm Hy lưu lại trên ly long sơn rốt cục bạo phát ra. Từ phía thiên không quan sát xuống có thể chứng kiến kiếm khí bạo phát một phương, viết một hàng chữ cường kình hữu lực. Kẻ giết người, thần Tiêu tông chấp pháp điện Lâm Hy. Đằng sau là mấy hàng chữ nhỏ, tất cả những chữ đều là lấy kiếm khí khắc họa mà ra. Bên cạnh nằm xuống chính là thi thể không đầu của Thái Bạch Hoàng triều thập bát hoàng tử. Đây là Lâm Hy duy nhất không có hủy thi diệt tích đấy. Tứ cực đại huyền mỗi lần triệu hoán có thể duy trì 6 canh giờ, đây đã là thời gian rất dài, cũng vì mọi người tiết kiệm không ít thời gian. Một đường ngựa không dừng vó, một mực hướng tới phương hướng Tiên La phái xuất phát. Dựa theo lời nói của Âu Dương Nạp Hải, bốn người quả thật đã tìm được một chỗ truyền viễn môn, sau khi nộp phí tổn nhất định liền có thể thông qua truyền tống môn tiết kiệm một đoạn khoảng cách lớn. Tốt rồi, thương thế của ta đã khỏi hẳn, hiện tại cũng đến lúc chia tay rồi. Tiểu sư đệ, các ngươi đi Tiên La phái đi, ta cũng phải đi hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Ở trên ngọn núi, ngàn dặm xanh tươi, Khí Thánh Vương đứng ở giữa không trung nói với mấy người. Khí Thánh Vương vốn cũng không phải là đi Tiên La phái chẳng qua là vì bảo hộ đám người Lâm Hy, trên đường sẽ ít có nguy hiểm mới đồng hành cùng một chỗ. Mà bây giờ, đã đến lúc chia tay rồi. Vâng, Hầu Sư Huynh, đi thôi, lúc trở về núi chúng ta gặp lại. Ba người Lâm Hy, Âu Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên đứng cùng một chỗ nói với khí Thánh Vương. Ha ha, được, vậy trở về núi gặp lại đi. Khí Thánh Vương cười cười, thân hình nhoáng một cái, nhún người nhảy lên, ở giữa không trung chợt ra tốc, bá một cái liền biến mất ở phía đông thiên không. Âu Dương Sư Huynh, Bạch Nguyên Sư Huynh, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hy nói, khí Thánh Vương vừa đi, mấy người liền tĩnh lặng lại không ít. Bất quá cũng may khoảng cách với tiên la phái đã không phải là rất xa. Hành trình mấy ngày đem ba người đi không ngừng nghỉ, bốn ngày sau đó rốt cuộc thấy được một tòa sơn mạch hùng vĩ, sơn lĩnh liên miên như cự hổ nằm sấp, trường long chập thủ, phủ phục trên mặt đất. Tòa sơn mạch này cao vút trong mây, hiểm ác dốc đứng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một ít hổ báo lang trùng qua lại trong đó, Khiến cho người ta sợ hãi. Đối với người bình thường mà nói, ở đây tuyệt đối là chỗ hung hiểm. Bất quá chính thức khiến cho Lâm Hy Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên chú ý cũng không phải tòa sơn mạch này nguy hiểm, đồ sộ, mà là giữa không trung trên núi lơ lửng một tòa tiên sơn khôi hoành. Chỉ thấy một đạo khung hình quang cháo cửa đạo bao phủ ngọn tiên sơn kia, mà trên tiên sơn mây mù liễu nhiễu, cung điện lầu các như ẩn như hiện, một bộ phong cảnh như nhân gian tiên cảnh. Đó chính là Tiên La Sơn hả? Xem ra Tiên La phái đã sớm khai sơn rồi, ba người nhìn qua xa xa nói, tông phái trong tiên đạo đại thế giới, từng cái đều lựa chọn đạo tràng đặc biệt. Như trung quanh Thần Tiêu tông chính là một mảnh đầm lầy tử vong, làm như vậy vì phòng ngừa người bình thường tiến vào, để tránh quấy rầy các đại tông phái tiên đạo. Chương 772, lễ ngộ 1, từng tông phái lựa chọn địa điểm đều không giống nhau, như Tiên La phái lựa chọn chính là tòa sơn mạch nguy hiểm cao vút vào trong mây này. Đỉnh Sơn Mạch có một tòa tiên môn chính là để đi thông tiên la phái. Lúc bình thường tiên la phái biến mất ở chỗ sâu trong không gian, không thể nhìn thấy được. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là tòa Sơn Mạch kia, bất quá tiên la phái cử hành quan chiêm đại điển mời các đệ tử chân truyền của các môn các phái. Hiển nhiên là sớm mở ra sơn môn, tiếp nhận đệ tử các phái. Tiên la, quả nhiên là dấu hiệu nhất phái nhân gian tiên cảnh A. Lâm Hy cảm khái nói, so với thần tiêu tông, tiên la phái thoạt nhìn xa hoa, Hoàn toàn là một bộ tác phong tiên gia. A, à, ta từng nghe người ta nói qua, Tiên La phái có một cây Đại Tiên La thủ cổ lão từ khi Thiên Địa sinh ra đến nay. Là Tiên La thủ có thành tựu sâu nhất cũng là lớn nhất của Tiên La đại thế giới, đồng thời cũng là thánh thủ trấn phái của Tiên La phái. Cho nên dược hiệu Tiên La đan của Tiên La phái so với Thần Tiêu tông chúng ta còn lớn hơn, giá cả cũng bán đắt hơn nhiều. Âu Dương Nạp Hải chỉ vào Tiên La Sơn Đạo ở giữa không trung xa xa. Ngươi thấy những vân vụ kia không? đó cũng không phải là vân vụ, mà là nguyên khí được ngưng tụ thành thực chất. Đệ tử tiên la phái tu luyện so với thần tiêu tông chúng ta còn dễ dàng hơn nhiều. Đây đều là công lao của đại tiên la thủ kia, Âu Dương Nạp Hải nói xong, gương mặt cực kỳ hâm mộ, người so với người làm người ta tức chết. Nói trong nội tâm không hâm mộ là không có khả năng, chỉ có điều đây là chuyện cầu mà không được. Tiên la thủ của thần tiêu tông chúng ta có 12 vạn cành, mỗi thời mỗi khắc đều có đan dược từ phía trên rơi xuống. Nhưng mà đại tiên la thụ của tiên la phái trọn vẹn có được 28 vạn cành, đan dược nhiều có thể tưởng tượng được. Ở tiên đạo đại thế giới, tiên la phái được xưng là đan dược chi tông, đan dược lưu truyền ở bên ngoài hiện giờ đại bộ phận đều là của tiên la phái. Thật khiến người hâm mộ A, à. Âu Dương Nạp Hải nhìn qua phía trước, ngữ khí có chút chua xót nói. Suy bụng ta ra bụng người, thần tiêu tông cũng coi như là đại phái hiếm có trong thiên hạ rồi, nhưng mà so với tiên la phái, ở phương diện này còn tranh lệch không ít. Là đệ tử thần Tiêu tông, cũng không trách được trong nội tâm Âu Dương Nạp Hải có chút không thoải mái. Đan dược chi tông, Lâm Hy cũng không ngờ rằng tên tuổi của Tiên La phái lớn như vậy. Bất quá nhớ tới đại lượng tiên la đan trong Tiên đạo đại thương minh, Lâm Hy cũng liền không kỳ quái. Ở trong Tiên đạo đại thương minh, đại tiên la đan mới được xưng là tiêu chuẩn của Tiên La phái. Hơn nữa, đại tiên la đan do tiên la sản sinh ra có giá trị hơn 600 điểm cống hiến của những tông phái khác sinh ra chỉ có 500 điểm cống hiến mà thôi, tranh lệch chỉ nhìn qua là đã biết. Đúng là đại tiên la thụ rất tráng quan, Bạch Nguyên nhìn qua xa xa, thanh âm không cao không thấp nói. Đúng vậy a, à, xác thực rất tráng quan, Âu Dương Nạp Hải cũng tán thắn nói, một bộ trong ánh mắt nhìn thấy cái gì đó. Lâm Hy, hai người giống như nhìn thấy cái gì, ra dáng vẻ mặt tán thưởng, nhưng trong mắt Lâm Hy lại rõ ràng cái gì cũng không thấy được, ngoại trừ sơn môn của tiên la phái ha ha ta ngược lại đã quên sư đệ ngươi chính là luyện khí lục trọng phù lục kỳ chưa khai mở pháp nhãn nhìn không tới ảnh tượng của đại tiên la thụ bất quá không sao đợi qua một thời gian ngắn là có thể rồi tuy con mắt của âu dương nạp hải nhìn về phía trước nhưng mà lại chú ý đến biểu tình của lâm hy quay đầu lại cười nói cái gì là pháp nhãn lâm hy hỏi hắn mặc dù biết sau phù lục kỳ chính là đệ thất trọng đạo căn kỳ nhưng mà bởi vì chưa đạt tới một bước này cho nên cũng không còn đi tìm hiểu mấy cái năng lực đặc thù của đạo căn kỳ sau khi đạt tới luyện khí đệ thất tầng tiên khí sẽ tẩy rửa mắt thường nhìn thấy được một ít đồ vật mà bình thường không nhìn thấy được sư đệ lúc ngươi tu luyện không phải có thể cảm giác được chỗ sâu trong thời không chung quanh có một ít thứ cấp tiên khí sao pháp nhãn cũng có chút cùng loại với loại cảm giác này bạch nguyên ở một bên thản nhiên nói cái thứ này cũng không có gì chỉ là một chút ít thứ có tính khái niệm mà thôi không cần phải giải thích quá mức phức tạp pháp nhãn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ bất quá cũng có tính hạn chế của nó không thể nhìn được rõ ràng rành mạch bạch nguyên thản nhiên nói không tệ dựa theo tiến cảnh của tiểu sư đệ không cần bao lâu ngươi có thể tự thể nghiệm rồi không cần chúng ta phải nói quá nhiều âu dương nạp hải phụ họa nói không có một chút năng lực thực chiến nào chỉ là nhìn thêm được một số thứ mà thôi bạch nguyên thản nhiên nói lâm hy như thế nào nghe vào thì cảm thấy hai người này giống như có chút ý tứ khoe khoang, thật sự khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi a. À. Từ vài ngày trước khi khí thánh vương vừa đi, trong mấy người, thực lực Lâm Hy liền biến thành cao nhất, mạnh nhất, nhưng luận cảnh giới ngược lại là thấp nhất. Ngay cả Bạch Nguyên đều có thể nhìn thấy, hắn ngược lại là không thể thấy được, lại khiến cho trong nội tâm Lâm Hy một hồi vô lực. Xem ra cảnh giới cao ít nhiều vẫn là chiếm chút tiện nghi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, trải qua thời gian dài dùng yếu thắng mạnh, đã bại đối thủ cảnh giới cao hơn lại để cho Lâm Hy đối với hai chữ cảnh giới coi thường không ít. Bất quá lúc này đây Lâm Hy lại hơi hơi nếm chút cảm giác quả nho chua. Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên cũng cảm giác được cảm xúc của Lâm Hy, hai người cười khẽ không thôi. Tốt rồi, những tông phái khác đã tới không ít người rồi, chúng ta đi đi. Đứng ở vị trí của ba người có thể thấy rõ từng đạo bóng người lớn bằng con kiến, quần áo khác nhau xuyên thẳng vãng lai, không ngừng từ nhiều phương hướng rơi xuống bên trên tòa sơn mạch đặt tiên la phái ô thân hình ba người thoát một cái đồng loạt hướng về tiên la phái vút không mà đi lúc đang phi hành lâm hy cũng hướng âu dương nạp hải hỏi thăm một ít chuyện tình về tiên la phái tiên la phái tu luyện dùng rất nhiều đan dược có thể nói là có một không hai trong các phái mà ngay cả thái nguyên cung cũng không hơn được chỉ bằng gốc đại tiên la thụ này tiên la phái liền vững vàng chen một chân vào trong thập đại tông phái của tiên đạo đại thế giới bất quá đôi khi tông phái so đấu cũng không chỉ một cây đại tiên la thụ có thể quyết định Ngoài ra còn có tông phái tuyệt học, cường giả môn phái, nội tình đấu, vân vân. Tuy tiên la phái đồng đệ tử, môn phái phồn vinh, nhưng mà luận số lượng cùng uy lực của tuyệt học trấn phái thì không thể nhiều hơn so với thái nguyên cung cùng thần tiêu tông, còn đâu xuất cung tiên la phái thật đúng là không chắc đã kém. Trách không được lần này phó trưởng môn chọn chúng tiên la để kết minh. Lâm Hy nhớ lại nhiệm vụ lần này, như có điều suy nghĩ. chương 773, lễ ngộ 2, nhiệm vụ hướng cao tầng tiên la trình thư tín, biểu đạt ý kết minh của thần Tiêu Tông, Âu Dương Ngạp Hải cùng Bạch Nguyên không biết, cũng chưa biết chuyện gì, còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần đi xem lễ. Chuyện kết minh quan hệ trọng đại, ở trước khi hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Hy cũng không dám có ý lộ ra. Dù sao đây là sự tình mà trước khi lên đường, Phó trưởng Môn đã dặn dò lần nữa. Nặng nhẹ thế nào Lâm Hy vẫn còn phân biệt được, hô, chỉ nháy mắt, phong thanh hảo đáng, đám người Lâm Hy liền rơi vào trên ngọn núi hiểm trở, cao ngất. Đại phong gào thét, ở chỗ đỉnh núi ít người lui tới này có một tòa tiên môn cao bằng hai người màu sắc rực rỡ hai bên tiên môn có hai đệ tử tiên la phái mặt mày tuấn tú đang đứng y cầm hoa phục nho nhã lễ độ ba vị sư huynh xin mời nhìn thấy một chuyến ba người hai gã đệ tử trẻ tuổi tiên la phái vẻ mặt mỉm cười thì lễ một cái vượt lên trước chào hỏi xin hỏi xưng hô như thế nào cũng tốt để cho chúng ta thông báo lên dùng hết hữu nghị địa chủ thần tiêu tông âu dương nạp hải thần tiêu tông bạch nguyên thần tiêu tông lâm hy, ba người nhất nhất báo lên tính danh, chúng ta là phụng ý sư môn đến đây quan khán tấn thăng đại điển chân truyền đệ tử lạc anh sư tỷ của tiên la phái. Âu Dương Nạp Hải nói xong liền đem một tấm thiệp mời màu đỏ thấm đưa tới. Đúng là thiệp mời xem lễ mà tiên la phái đưa đến thần tiêu tông. Trong ba người, cảnh giới của Âu Dương Nạp Hải là cao nhất, là thập trọng thánh vương, cho nên sự tình trả thiệp mời cũng là để hắn làm. Âu Dương Nạp Hải nói xong một phen, hai gã đệ tử tiếp khách của tiên la phái cũng không lập tức tiếp nhận thiệp mời xem lễ, mà là mí mắt chấn động một chút, có chút không dám tin nhìn xem Lâm Hy. Xin hỏi người chính là Lâm Hy Sư Huynh, âm thanh run rẩy giống như là nhìn thấy đại nhân vật nào đó. Hai người Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên hai mặt nhìn nhau, ba người họ là lần đầu tiên đến tiên la phái, phần lớn thời gian Lâm Hy cũng là ở bên trong thần tiêu tông. Như thế nào mà hai người đệ tử tiên la phái này có bộ dạng như sấm bên tai? Chính là ta, các người biết ta à? Vẻ mặt Lâm Hy ngạc nhiên nói, trí nhớ của hắn không kém, nhưng mà lúc qua lại, bất luận là làm nhiệm vụ tông phái hay là đi du lịch có lẽ đều không quen biết với đệ tử tiên la phái nào. Không phải, không phải, hai tên đệ tử liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên gương mặt kích động cùng mừng rỡ. Sư huynh có thể không biết chúng ta, bất quá tên tuổi của Lâm Sư huynh nổi tiếng đã lâu, đây là chúng ta thông truyền, đây là thông truyền. Hai người kích động đến nỗi nói chuyện đều có chút không lanh lẹ rồi. Vẻ mặt ba người khó hiểu. Thần Tiêu Tông Âu Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên, Lâm Hy đến đây xem lễ. Một tên đệ tử trong đó quay lại đem một cái kim linh trên tiên môn lắc lư một chút, lập tức một hồi thanh âm linh linh truyền vang thiên địa, vọng vào trong Tiên La phái ở sau tiên môn. Thanh âm của hai tên đệ tử khi báo ra tên của Lâm Hy rõ ràng là tăng thêm, lộ ra vẻ phá lệ. Ba vị sư huynh, xin mời, xin mời, sau tiên môn chính là Tiên La phái của chúng ta. Sau khi vào trong đó, hết thảy đều sẽ có người của tiên la phái chúng ta an bài. Hai gã tiếp khách đệ tử của tiên la phái gương mặt nhiệt tình, mà ngay cả Âu Dương Nạp Hải đều có cảm giác thụ sủng nhược kinh, cảm giác mình giống như là đại nhân vật nào đó. Phiền toái hai vị rồi, Lâm Hy tuy cũng hiểu được hai người có chút nhiệt tình quá phật, nhưng vào lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, thì lễ một cái lập tức mang theo hai người Âu Dương Nạp Hải hướng về phía sau tiên môn đi đến. Lâm Sư Huynh, lúc ở tiên la chúng ta nếu như có cần gì có thể nói với chúng ta ừ đúng vậy đối với lâm sư huynh chúng ta đều là bội phục vô cùng phong bạo chi môn vậy mới tốt hai gã để tụ trẻ tuổi của tiên la phái ở sau lưng vẻ mặt kích động nói gương mặt đều đỏ lên lâm hy đưa lưng về phía hai người nghe được hai người nói như thế thân hình liền run rẩy một chút âu dương nạp hải cùng bạch nguyên ở một bên cũng bừng tỉnh đại ngộ giờ mới hiểu được hai người này vì cái gì mà ân cần như vậy ha 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 âu dương nạp hải nhịn không được cười ha hả cúi đầu xuống nhỏ giọng cười trộm nói. Tiểu sư đệ, người bây giờ thế nhưng mà là người nổi tiếng A. Ta cùng Bạch Nguyên sư huynh cũng đều được dính hào quang của ngươi. Mặc dù là cười, nhưng mà gương mặt Âu Dương nạp hải lại vui mừng, trong thanh âm lại không che giấu được một cỗ tự hào. Thân ở trong nhà, danh vang thiên hạ, đây chính là tình huống của tiểu sư đệ nhà mình. Lâm Hy ở tiên la có thể có được lễ ngộ như vậy, đó chính là chuyện của bản thân hắn, nhưng lại làm sao lại không phải là ánh sáng của tông môn, ngay cả Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên đi theo cũng được thơm lây không ít. Cái gì mà người nổi tiếng, sư huynh cũng đừng nói mít ta, vẫn là mau vào đi thôi. Lâm Hy cười khổ, chuyện ở phong bạo chi môn đã qua lâu rồi. Hắn vốn cho rằng chuyện này chỉ là truyền trong thần tiêu tông, đối với hắn có chút ảnh hưởng mà thôi. Lúc này được hai đệ tử tiếp khách của tiên la náo một phát như vậy, Lâm Hy mới nhớ tới ngày đó ở phía Bắc Băng Nguyên, ngoại trừ đệ tử Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A cùng với thần tiêu, Kỳ thật còn xe tô không ít những đệ tử tông phái khác, tán tu, người trong ma đạo cùng hải ngoại tu sĩ. Nghĩ đến, trong những người này ngày đó có lẽ có đệ tử tiên la phái đem chuyện này truyền trở về. Ông, một trận quang hoa năm màu từ trong tòa tiên môn rực rõ này nhộn nhạo lên. Đám người lâm hy bước vào trong đó cũng cảm giác được cảnh vật xung quanh đều vặn vẹo cực nhanh, sau đó hướng trong tiên la sơn rơi xuống. Tiên đạo đại thế giới, các môn các phái đều có phương thức ra vào đặc biệt của mình như thần tiêu tông bằng vào lệnh bài đệ tử ra vào coi như là phổ biến, người dùng tương đối nhiều. Mà ra vào môn hộ tiên la phái, lại chính là một tòa tiên môn ở trên đỉnh núi này. Phanh, một loại cảm giác kiên cố xuất hiện dưới chân, Lâm Hy, Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải đứng trong tiên môn. Nguyên khí nơi này thật nồng đậm, Lâm Hy mở mắt ra, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Mặc dù được Âu Dương Nạp Hải giới thiệu qua, nhưng chính thức đặt chân tiên la phái thì hắn vẫn ăn cả kinh thiên địa nguyên khí ở nơi này nồng đậm tới mức đưa tay ra là chạm vào được rồi. Lâm Hy có thể rõ ràng cảm giác được không cần hắn vận công, nguyên khí chung quanh không ngứng rót vào người của hắn, nguyên khí ở nơi này rất chủ động. Trong hoàn cảnh như vậy dù tư chất của người kém không tu luyện, chỉ ở trong này thì thực lực cũng không thể kém được. Đi thôi, đệ tử tiên la phái đang đợi đấy. Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, chương 774, gặp lại Tô Tử Huyên. Lâm Hy ngẩng đầu lên, chỉ thấy cỏ cây trong tiên la sơn vô cùng cao lớn hùng vĩ, cung điện tráng lệ, tầng tầng lớp lớp. Từ dưới chân núi đã có bậc thang bằng sắt tạo thành cầu thang uốn lượn trực chỉ Ninh Dương Phong. Thời điểm ở bên ngoài núi Lâm Hy đã được nhìn thấy phong cảnh của tiên la phái, nhưng chính thức đi vào tiên la phái và quan sát cảnh sát gần thì cũng kinh hãi thật nhiều. Trên tiên la sơn này có ngàn vạn đạo tinh khí phóng thẳng lên trời, cực kỳ đồ sộ. Đây là khí thức của đệ tử tiên la phái phát ra. Đơn thuần tu vi của đệ tử tầng dưới chắc thì đệ tử bình thường của tiên la phái hùng hậu hơn đệ tử thần tiêu tông một ít. Đại tiên la thụ A-Hát, trong nội tâm lâm hy thở dài một tiếng, trong đầu nhớ tới lúc Âu Dương Nạp Hải nói chuyện. Có được thánh thủ trấn phái như vậy, đan dược liên tục không ngừng, cũng khó trách chủ cột đệ tử của tiên la phái lại có khí tượng như thế. Số lượng đệ tử bình thường của tiên la phái chiếm ưu thế. Đệ tử ngoài thánh tử đều có yêu cầu cao về thiên phú. Không phải ăn đan dược là được ở phương diện này tiên la phái chiếm ưu thế không quá lớn. Bằng không chỉ sợ đệ nhất tiên đạo đại phái của tiên đạo đại thế giới chính là tiên la phái. Thu hồi ánh mắt, Lâm Hy nhìn thấy một đệ tử tiên la phái mặc quần áo hoa lệ đang đứng chờ, từ đỉnh núi tới chân núi. Mà đứng đầu của đội ngũ này là một hư tiên của tiên la phái, khi tức dâng trào, hắn đang đứng ở cuối bậc thang chào mọi người. Vị sư huynh này, hữu lễ, Lâm Hy, Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải đi ra phía trước, thi lễ ba vị sư huynh thần tiêu tông hữu lễ lần này đại điển lạc anh sư tỷ tấn chức đệ tử chân truyền làm phiền các vị đường xa tới đây thật sự xấu hổ vất vả trên bậc thang một đệ tử tiên la phái tươi cười chân thành và chấp tay chào khách khí khách khí bọn người lâm hy cũng đáp lễ lại sau đó hắn hắn quay người lại thì có đệ tử tiên la phái lập tức đi tới trước chư vị mời đi theo ta trong chốc lát sau khi đăng ký sẽ mời các vị về phòng sau đó lúc cử hành đại lẽ sẽ thông chi cho các vị làm phiền, ba người gật đầu nói, con đường uốn lượn kéo dài lên đỉnh núi. Tên đệ tử Tiên La phái vừa đi vừa giới thiệu một ít tình huống của Tiên La phái trong đại lễ lần này, một đường dẫn ba người đi lên núi. Ba người cũng không có chú ý tới lúc bọn họ đi lên núi có một ánh mắt giật mình nhìn bọn họ. Làm sao có thể? Ở bên cạnh bậc thang có một nữ đệ tử Tiên La phái khí khái hào hùng nhìn qua bọn họ với dáng vẻ giật mình. Làm sao có thể? Làm sao có thể là hắn? Trong mắt nữ đệ tử này khiếp sợ ánh mắt của nàng nhìn qua người kia, trong tối tâm trí nhớ về đạo thân ảnh này hiện ra, dung hợp cùng một chỗ. Nhưng mà loại khí chất này có khác biệt quá lớn, thế cho nên nàng hoàn toàn không dám nhận người quen. Không có khả năng, tại sao hắn lại cường đại như vậy, ta nhất định là tính sai, nhất định là vậy. Nữ tử thì thào tự nói, trong ánh mắt dao động, rốt cuộc xác định bản thân mình đã nhận lầm người. Ân, trên bậc thang lâm hy nhíu mày nhìn một cái, từ lúc mới lên đây hắn cảm thấy có một ánh mắt đang đánh giá hắn. Đạt tới cấp bậc của Lâm Hy thì cảm giác cực kỳ nhạy cảm, tuyệt đối sẽ không tính sai. Lúc bắt đầu Lâm Hy còn tưởng rằng là ngẫu nhiên, nhưng mà sau đó cảm giác có chút không đúng. Đây không phải là hiếu kỳ dò xét mà thôi. Bá, ánh mắt Lâm Hy nhìn sang ánh mắt đó, ở trong đám người Tiên La phái thì hắn nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp mặc trang phục màu trắng, một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Sư tỷ, toàn thân Lâm Hy chấn động như bị sét đánh, không thể tin nổi nhìn qua đạo thân ảnh kia. Hình dáng giống như đúc gương mặt tú lệ kia hoàn toàn tương xứng với trí nhớ trong đầu của lâm hy điểm khác biệt duy nhất chính là nàng mặc quần áo và trang sức của tiên la phái lâm hy thật là ngươi nhìn thấy phản ứng của lâm hy thì tô tử huyên không còn nghi vấn nữa thần sắc còn khiếp sợ hơn cả lâm hy ân một màn bất ngờ này làm âu dương nạp hải bạch nguyên và hư tiên dẫn đường của tiên la phái dừng lại trong đầu âu dương nạp hải cùng bạch nguyên vô ý thức nhớ lại nữ đệ tử đồng môn trong thần tiêu tông nhưng nơi này chẳng phải chỉ có bọn họ tới tiên la phái xem lễ thôi sao tại sao còn có người khác về phần hư tiên dẫn đường cũng không hiểu cái gì đang diễn ra những đệ tử tiếp khác của tiên la phái đều có tu vi khí tiên kỳ theo lý thì không thể có liên hệ với đệ tử tinh anh của thần tiêu tông sư huynh quấy dày chỉ sợ ta gặp người quen ở đây rồi lâm hy nói xong và đi ra hai ba bước đã đi tới bên cạnh tô tử huyên sư tỷ tại sao ngươi chạy tới đây lại làm đệ tử tiên la phái nữa chứ vẻ mặt lâm hy không thể tin nói nữ tử quen thuộc trước mắt này chính là đại sư tỷ tô tử huyên ở ngũ lôi sơn lúc trước chia tay với lâm hy ở hung thú sơn mạch ta còn muốn hỏi ngươi tại sao đấy tại sao ngươi ở chỗ này hừ nói là gia nghênh đón sư huynh thần tiêu tông lại là ngươi ta là sư tỷ của ngươi nếu biết là ngươi thì ta chẳng thèm gia nghênh đón rồi tô tử huyên còn khiếp sợ hơn cả lâm hy tay của nàng duỗi ra vô ý thức muốn vặn lỗ tai của lâm hy bức cung nhưng mà nhớ tới cái gì đó và lùi lại sư tỷ ta chính là đệ tử thần tiêu tông a hát lần này đại biểu tông môn đi xem lễ mà còn ngươi lần phân tán ở hung thú sơn mạch cũng trải qua hơn một năm rồi ai mà biết ngươi đi đâu không nghĩ tới ngươi lại chạy tới nơi này lâm hy kinh ngạc tô tử huyên là đệ tử của đại trưởng lão ngũ lôi phái đồng thời cũng là đại đệ tử ngũ lôi phái có thiên phú rất cao ngũ lôi phái nổi danh âm thịnh dương suy nữ nhân làm đại sư tỷ lại càng là đại tỷ đầu cho nên tính cách của tô tử huyên trước nay đặc lập độc hành độc lai độc vãng, muốn quay về ngũ lôi phái là quay về ngũ lôi phái, muốn biến mất là biến mất. Trước đó Tô Tử Huyên đã biến mất thật lâu, có khi nửa năm, có khi một năm, có khi thật lâu nàng mới quay về tông môn. Hơn nữa trở về núi thời gian cũng không lâu, từ khi chia tay ở hung thú Sơn Mạch thì Lâm Nghi đã mất đi liên hệ với nàng, từ đó về sau không có tin tức của nàng nữa, giống như nàng bốc hơi khỏi thế giới, không còn tồn tại nữa. Như thế nào, các người quen nhau, hư tiên tiên la phái dẫn đường cũng đi tới. Âu Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên theo sát phía sau và kinh ngạc ngây người. "Ha ha, đây chính là sư tỷ đồng môn của ta trong thế tục, không nghĩ tới lại gặp được ở đây." Lâm Hy giới thiệu sơ lược quan hệ của mình và Tô Tử Huyên. "Thì ra là thế." Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên vẻ mặt thoải mái. Chương 775, nhục nhã một. Hai người cũng biết Lâm Hy xuất thân ngũ lôi phái, chỉ nghe lời này đã biết lai lịch của nữ đệ tử Tiên La phái. "A, à, thì ra xảo hợp như vậy." Hư Tiên Tiên La phái dẫn đường tươi cười, cũng hiểu toàn bộ câu chuyện trong đó. Đối với người trong tiên đạo mà nói, gia nhập tông phái tiên đạo đã không còn là phàm tục nữa, đặc biệt đã thoát ly quan hệ với tông phái thế tục, cả hai không còn liên quan tới nhau. Quan hệ của Lâm Hy cùng Tô Tử Huyên trong mắt của hắn không đáng quan tâm. Một bên Tô Tử Huyên nhìn qua như muốn nói gì đó, muốn nói lại thôi. Tuy nàng ở trước mặt Lâm Hy phóng túng đã quen, nhưng mà trước mặt của sư huynh trong tông không thể như vậy được quy củ của tông phái tiên đạo rất xâm nghiêm. Lâm Hy hiểu ý, dùng thần sắc hỏi thăm. Sư huynh, ta nói trò chuyện với sư tỷ hai câu, không biết. Ha ha, không có vấn đề. Hư tiên tiên la phái dẫn đường không chờ Lâm Hy nói xong, vất vất tay, ý bảo không có vấn đề gì. Ở xa tới là khách, vì lần tấn chức đại điển này tiên la phái đã hạ đủ công phu, từ trên xuống dưới đều vận động. Nhất định phải làm thành công viên mãn, đệ tử thần tiêu tông quen biết đệ tử bổn môn vậy dễ xử lý hắn không có lý do cự tuyệt, ngươi tới đây một chút, vẫy tay xa xa, rất nhanh có một đệ tử bay vút tới đứng vào vị trí của Tô Tử Huyên vừa rồi. Sư muội, nơi này giao cho ngươi, vỗ vỗ vai Tô Tử Huyên, hư tiên này lướt qua, trực tiếp giao bọn người lâm ghi cho nàng, sau đó đi xuống núi. Hai vị sư huynh, hữu lễ, Tô Tử Huyên nhìn qua Âu Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên thi lễ, thái độ rất cung kính. Sư muội khách khí, hai người vội vàng đáp lễ, nếu ngươi quen biết sư đệ, cũng không phải là người ngoài. Không cần khách khí, Âu Dương Nạp Hải cười nói, ân, nghe được a. À. Tô Tử Huyên bắt chuyện với hai người, quay người lại nhìn qua Lâm Hy. Người cái tên này, trung thực nói cho ta biết, tại sao người có thể tiến vào thần tiêu tông, còn làm đệ tử tiên đạo. Nhìn bộ dáng của người chắc lăn lộn không tệ nha, còn tốt hơn cả ta. Câu nói sau cùng vừa dứt đã véo tai của Lâm Hy. Sư tỷ, tha mạng, ta sẽ nói tất cả cho người biết, được rồi. Lâm Hy cầu khẩn. Hai người sau lưng nhìn thấy cười rộ lên, Lâm Hi ở trong Thần Tiêu Tông nhân khí bạo tăng, ở trong Thần Tiêu Tông được đệ tử ngoại môn ủng hộ cùng kính trọng, nhưng mà trong tay nữ nhân cân mi quắc thước không thua đấng mày dâu lại không có nửa điểm tính tình, cũng không có khí khái gì đó. Đúng là vỏ quyết dày có móng tay nhọn, nếu như đệ tử Thần Tiêu Tông có ở nơi này chắc chắn sẽ rơi con mắt ra đấy. Âu Dương Nạp Hải nói nhỏ: "A, à, xác thực như thế." Bạch Nguyên cười rộ lên, "Tuy Lâm Hi và nữ đệ tử Tiên La phái này rất thân mật, nhưng mà hai người nhìn ra được giữa bọn họ không có tình cảm ám muội gì đó, càng giống tỷ tỷ và đệ đệ thân tình với nhau. Đúng là hâm mộ hắn nha, Âu Dương Nạp Hải nhìn qua hai người và thầm nghĩ trong lòng. Hai người không có nhìn lầm, đối với Lâm Hy mà nói Tô Tử Huyên giống như thân tỷ tỷ của mình. Còn đối với Tô Tử Huyên mà nó, Lâm Hy chính là thân đệ đệ của mình. Lâm Hy lúc trước thất bại trong ngũ lôi sơn thì phần lớn thời gian là do Tô Tử Huyên bảo kê hắn, đe dọa những người muốn khi dễ Lâm Hy đối với tô tử huyên mà nói trong nội tâm nàng khiếp sợ còn vượt qua lâm hy phải biết rằng lần xem lễ này đều là đại nhân vật tới là đệ tử cao tầng của các tông phái tô tử huyên không nghĩ tới trong những đại nhân vật này có lâm hy ngươi nên trung thực nói cho ta rõ tại sao ngươi có thể lăn lộn tiến vào trong thần tiêu tông tô tử huyên véo tai của lâm hy và hỏi tốt sư tỷ ta nói là được lâm hy cười khổ hắn mang chuyện mình trên đường đi tới thần tiêu tông nói rõ một lần đương nhiên tỉnh lược chuyện lục đục với Long băng nhan và xung đột với hộ pháp điện thứ nhất đây cũng không phải là nơi nói chuyện thứ hai cũng không muốn cho nàng lo lắng vì mình gặp hung hiểm vứt bỏ những chuyện này thì lâm hy cũng không có trải qua bao nhiêu chuyện cả rất nhiều thứ kinh tâm động phách trong miệng của hắn biến thành tu luyện bình thường tỉnh lược quá trình và nói kết quả thứ kích thích duy nhất chính là chiến đấu ở liệt dương tông mà thôi thì ra là thế không thể ngờ ngươi có thể đánh bại xích luyện tông đoạt được lệnh bài tiên đạo trong tay của hắn vẻ mặt Tô Tử Huyên không thể tin được, nhìn thấy Lâm Hy hiện tại thì nàng tin tưởng Lâm Hy quả nhiên thoát thai hoán cốt, khác với trước kia quá nhiều. Sư tỷ người thì sao? Lâm Hy hỏi, ta, ha ha, Tô Tử Huyên cười cười, mang chuyện của mình nói rõ một lần. So với việc của Lâm Hy, chuyện Tô Tử Huyên trải qua bình thản hơn nhiều. Thì ra Tô Tử Huyên sau khi lịch lãm rèn luyện trong hung thú sơn mạch xong lại đi không ít địa phương, về sau cơ duyên xảo hợp gặp được một gã đệ tử tiên la phái và bị hắn cứu, cũng đưa vào trong, trở thành đệ tử tiên la phái. Thời gian của Tô Tử Huyên hơn phân nửa là trôi qua trong tu luyện. Tiên la phái quy củ xâm nghiêm, chỉ có đạt tới luyện khí tầng thứ bảy, trở thành thánh nữ trong tông phái mới có thể miễn phí đạt được một lệnh bài chiêu tiên đạo, mới có thể chiêu mộ đệ tử gia nhập trong tông, nhưng mà không đạt được tư cách đệ tử tông phái. Tô Tử Huyên nhíu mày lên, trên dung nhan xinh đẹp hiện ra thần sắc hào hùng. Ta nghĩ có quan về sớm cũng không làm được gì, tuyệt học trong tông phái không thể tư truyền còn không bằng dụng công một chút, tu luyện thành thánh nữ, sau đó lấy lệnh bài tiên đạo cho ngươi và đại trưởng lão, chiêu mộ các ngươi vào tiên la phái. Không nghĩ tới ta còn chưa thành công thì ngươi đã thành công trước ta rồi. Tô Tử Huyên càng nói về sau nhìn qua Lâm Hy càng nhụt trí. Tiểu tử này lúc trước gầy yếu gió thổi qua là bay. Hiện tại còn mạnh hơn cả nàng, nhưng mà đúng là cao hứng, ha ha ha, một đường đi lên, bất chi bất giác đã đi tới đỉnh núi. Sư đệ, tiên la phái quy củ xâm nghiêm, ta cũng không tiện đi qua. Đây là pháp phù của ta, sau khi chờ các người có chỗ ở thì ta sẽ phát tin tức tới. Tô Tử Huyên đưa một tấm pháp phù tới, lần này tông phái xem lễ, từ nghênh đón đến đăng ký và chủ trì một loạt công việc sau đó đều có. Những nơi mấu chốt đều có đệ tử hư tiên đảm nhận. Tô Tử Huyên chỉ có tu vi khí tiên kỳ, không thích hợp lộ diện trước mặt đệ tử cao tầng. Lâm Hy có chút do dự, tính cách của hắn căn bản không quan tâm những chuyện này. Nhưng mà cân nhắc Tô Tử Huyên là đệ tử tiên la phái, địa vị cũng không cao như hắn trong thần tiêu tông, hắn có thể không quan tâm nhưng phải cân nhắc cảm thụ của Tô Tử Huyên. Ân, sư tỷ, ngươi đi đi, sau khi ta có chỗ ở thì thông chi cho ngươi. Lâm Hy nói, Tô Tử Huyên chào Bạch Nguyên, Âu Dương nạp hải hai người xong thì sau đó rời đi. mươi 776, Nhục Nhã 2, trên ngọn núi có một cái bàn kim loại dài đặt ở bên đường, ở đó có hai đệ tử phù lục kỳ đang ngồi ở đó vùi đầu ghi chép. Nghe được tiếng bước chân, đệ tử tiên la phái ngẩng đầu lên. Chư vị, hữu lễ, xin hỏi có thiệp mời hay không? Sư huynh, hữu lễ, Âu Dương Nạp Hải đưa thiếp mời qua, thì ra là đệ tử thần tiêu tông, đệ tử tiên la phái đưa mắt nhìn sau đó cười nói. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Bọn người lâm hy báo danh của mình, ha ha, trong chốc lát ta sẽ phái người nghinh đón các người đi qua. Đúng rồi, thuận tiện hỏi một chút, các sư huynh và trưởng lão phía sau của thần tiêu tông lúc nào thì tới. Đệ tử tiên la phái nói, Lâm Hy, Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải kinh ngạc. Ha ha, mấy vị không nên hiểu lầm, lần tấn chức đại điển này tiên la phái phi thường coi trọng, không muốn có chút sơ hở nào, ta muốn hỏi sớm chính là giúp tông môn chuẩn bị tốt, miễn cho trở tay không kịp. Đệ tử tiên la phái sau bàn giải nói, cái này, Lâm Hy cùng Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải nhìn nhau, ba người đều ngơ ngác. Tình cảnh này không nằm trong dự liệu của bọn họ, đối phương hiển nhiên là hiểu lầm, vị sư huynh này, Thần Tiêu Tông chỉ có ba người chúng ta, đằng sau cũng không có đệ tử và trưởng lão khác." Âu Dương Nạp Hải nói. "Ba, nghe được câu này đệ tử Tiên La phái sau bàn dài vẫn tươi cười, chưa tin. A, à, mấy vị sư huynh đúng là nói đùa, hay là trực tiếp nói cho ta biết, nếu không trưởng lão trong tông biết rõ sẽ trách tội." "Sư huynh, Thần Tiêu Tông tới xem lễ lần này chỉ có ba chúng ta, cũng không các trưởng lão khác." Lâm Hy thấy hắn chưa tin thì nói thêm một câu. Đệ tử tiên la phái này đưa mắt nhìn qua Lâm Hy, lại đưa mắt nhìn Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên, rốt cuộc ý thức được ba người không phải nói đùa, mà là sự thật. Thần Tiêu Tông thực sự chỉ phái ba tên đệ tử xem lễ. Trong nháy mắt tên đệ tử tiên la phái còn phi thường khách khí với ba người, lập tức giận tái mặt và thần sắc âm trầm. Hắn dò xét liếc ba người. Ba người, một là luyện khí đệ thập trọng, nhưng hỏa hầu không phải quá sâu xem như qua được đi, hai người khác một chỉ có tu vi luyện khí đệ lục trọng phù lục kỳ lâm hy một tuy không nhìn ra tu vi nhưng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào ba người này cứ như thế tới tham gia tiên la phái tổ chức tấn chức đại điển đây là chê cười sao hay là đang xem thường tiên la phái đây rất giống hoàng đế một quốc gia đăng cơ đặc biệt trịnh trọng mời người khác tới xem lễ kết quả kẻ hắn mời mặc áo thun ba lỗ mang dép lê và ống quần đầy bùn đất chạy tới xem lê đối với chủ nhân mà nói đây là khinh thường hắn vụt 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 một đạo tà hỏa hiện ra cơ hồ muốn bắn ra khỏi ánh mắt tên đệ tử tiên la phái này cũng không hữu hảo như lúc ban đầu nhưng mà ở xa tới là khách hắn không thể phát tiết được đây là chỗ đặt chân của các người